Ai sẽ giúp người phụ nữ tội nghiệp này đây khi dây áo tắm của cô đã bị tuột ra? Khi cô đang lúng túng ở dưới hồ bơi thì một người phụ nữ đi đến và giúp cô cài lại. Nhưng ngay sau đó là một màn hôn má lật mặt của người phụ nữ đó. Thì ra người phụ nữ này đến từ tương lai, bà sẽ ảnh chồng rồi đi thang máy thời gian quay trở lại 25 năm trước để thay đổi cuộc sống của bản thân mình. Bà muốn ngăn chặn cuộc gặp gỡ của mình với chồng hiện tại. Vì vậy bà đã tìm thấy cô gái ngốc nghếch này, người đó không ai khác chính là bà khi còn trẻ. Cô gái đó tên là Mi-jae, là chăm sóc khách hàng của một công ty điện tử. Trong khi Mi-jae trả lời điện thoại của khách hàng thì sẽ tìm kiếm một số chương trình cô quan tâm để xem. Cô thích nhất là xem chương trình do người dẫn chương trình điển trai Kim Shin dẫn dắt. Kim Shin cũng là chồng tương lai của Mi-jae nên bà cô mới đang cố gắng ngăn chặn hai người họ kết hôn. Mi-jae lặp lại công việc tương tự mỗi ngày, đó là hát cho khách hàng gọi điện thoại và làm cho họ hạnh phúc. Nhưng cô thường bị họ chế giễu nên cũng không tránh khỏi những lúc phải trốn trong nhà vệ sinh rưng rưng nước mắt. Tuy nhiên Mi-jae vẫn rất tôn trọng khách hàng của mình. Sau khi kết thúc công việc, cô đi xuống nhà để xe thì thấy được một bà cô vô cùng khí phách đang ngồi trong xe của mình. Mi-jae thấy lạ nên nghi ngờ, tự hỏi liệu mình có đi nhầm chỗ hay không. Không nghĩ tới bà cô trực tiếp lái xe xông về phía của Mi-jae. Mi-jae còn tưởng rằng là khách hàng đến tìm mình, vội vàng giải thích. Nhưng bà cô cắt đứt lời cô và nói rằng mình đến từ năm 2038 và bà cô này là Mi-jae của tương lai. Mi-jae có chút giật mình, đại não nhanh chóng xoay tròn, chỉ sợ mình gặp phải một kẻ điên. Bà cô nói với Mi-jae rằng cô không được lái xe ngày hôm nay mà hãy đi xe buýt. Nhưng Mi-jae không tin những gì bà cô nói nên vẫn cố tình lên xe, sau đó cô nhanh chóng lái xe đi. Bà cô thấy không thể ngăn cản được liền cảnh cáo Mi-jae tại cầu Trong San không được đi ở làn xe thứ 3. Mi-jae sau khi lái xe rời thì nhớ lại những lời mà bà cô nhắc nhở. Sau một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt vào phút chót, Mi-jae liền thay đổi làn đường. Cô vừa mới chuyển làn đường thì nghe thấy phía sau có tiếng va chạm của xe. Mi-jae bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, mà người đàn ông đâm xe kia chính là Kim Shin. Vừa về đến nhà, Mi-jae lại phát hiện bà cô đang ngồi trên ghế sofa nhà mình thì sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài và chặn cửa lại. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Trong lúc chờ xe cảnh sát đến, bà cô vội vàng nói ra tên mà bố mẹ Mi-jae hay gọi cô hồi nhỏ và cả tên ở nhà của anh trai. Sau đó bà cô còn lấy ra một nửa tờ tiền mà bà đã tìm thấy trong tương lai. Mi-jae cầm hai tờ tiền và gắn chúng lại với nhau thì hoàn toàn trùng khớp. Mi-jae bán tín bán nghi tiếp nhận bà cô là mình đến từ tương lai. Sau khi nói chuyện, Mi-jae biết được rằng bà cô là bản thân mình đến đây từ cỗ máy thời gian từ năm 2038 khi cô 5-7 tuổi. Mi-jae hỏi bà cô một chút về những gì đã xảy ra trong tương lai. Sau này quần áo hàng hiệu toàn bộ sẽ biến thành quầy hàng, đàn ông đều bị cướp bởi con gái Bắc Triều Tiên. Mi-jae biết được mục đích xuyên không trở về của bà cô là để giúp cho cô gặp được một người chồng tốt. Nhưng Mi-jae vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bà cô trước mặt đây là bản thân mình đến từ tương lai. Vì thế bà cô liền lấy ra cuốn nhật ký của mình. Mà Mi-jae nhìn thấy cuốn nhật ký giống hệt của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Bà cô quyết định thực hiện mong muốn của Mi-jae cho chuyến đi du lịch mà cô yêu thích. Công ty của cô sẽ tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt vào ngày mai. Nếu Mi-jae giành được giải nhất thì sẽ nhận được một phiếu du lịch đôi từ khu nghỉ mát ở đảo Jeju. Bà cô dặn dò Mi-jae bắt buộc phải mặc bộ váy mà đỏ lấp lánh và phải là người lên sân đầu tiên. Mi-jae nghe lời và biểu diễn rất bốc lửa trên sân khấu, khiến mọi người phía dưới cũng phải điên cuồng theo. Cuối cùng Mi-jae đã giành được vị trí đầu tiên và cùng bà cô đi du lịch bằng máy bay với nhau. Trên máy bay, bà cô nói với Mi-jae chuyến đi này là để tránh gặp một người trong một thời gian ngắn. Đó là người suýt đâm vào cô, bởi vì Mi-jae và hắn ta có nghiệt duyên không thể cắt đứt. Nếu hai người ở bên nhau, người yêu của Mi-jae sẽ chết. Nghe điều này khiến Mi-jae sợ tới mức giật mình. Nhưng thực ra bà cô còn có mục đích mà không nói cho Mi-jae. Khi đến khu nghỉ mát, Mi-jae hoàn toàn không có chút thái độ gì đau lòng khi nghe tin người yêu mình chết. Còn lấy ra bikini và bắt đầu thử. Bà cô vì muốn Mi-jae câu được rùa vàng nên bắt cô phải thi đậu công chức cấp 7. Mi-jae nhìn thấy những tài liệu này thì thấy thà mua vé số có khi còn dễ trúng hơn. Nhưng bà cô chưa bao giờ mua vé số trong đời nên chỉ có thể bỏ cuộc. Sau đó bà nói Mi-jae ở trong phòng suy nghĩ về nghề mình muốn làm, còn bà thì đi ra ngoài. Bà cô cầm ảnh của bác Se-ju và Seo Ki-ung đi đến lễ tân của khách sạn, hỏi họ có gặp qua hai người này không. Nhưng bởi vì có rất nhiều khách hàng qua lại nên lễ tân không có ấn tượng gì về hai người họ. Bà cô nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn trong tương lai, Se-ju nói hai người họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vì nước. Bà cô không biết rằng hiện tại Seo Ki-ung bởi vì xảy ra tai nạn xe với Kim Shin nên đang nằm trong bệnh viện và không thể đến đảo Jeju. Mục đích đến đảo Jeju thực sự của bà cô là để cho Se-ju gặp gỡ Mi-jae và thay đổi cuộc đời trong tương lai của bản thân. Mà Mi-jae hiện tại đang gặp sự cố dưới bể bơi không thể giải quyết. Bà cô vội vàng đi tới giúp cô buộc lại bikini và tặng thêm cô một cái tát. Sau khi đi vào phòng, Mi-jae chất vấn bà cô vì sao lại đánh mình. Bà cô hận rèn sắt không thành thép, nói Mi-jae còn muốn ngụy biện cho bản thân mình. Sau đó bà cô nói ra vài năm sau Mi-jae sẽ bị đuổi việc và chỉ có thể ở nhà anh trai, rồi bị chế giễu và nhốt mình trong phòng. Cuối cùng sẽ trở thành một người già sống cô đơn. Ngươi sống như vậy còn không bằng đi chết đi. Nghe những lời nói của bà cô, Mi-jae liền khóc lên. Cô cũng muốn thành công nhưng chỉ thiếu một cơ hội. Mi-jae nghĩ về những gì bà cô vừa nói liền từ từ cởi dép ra và đi về phía biển lạnh lẽo. Ngay khi ai cũng nghĩ Mi-jae quyên sinh thì cô lại cởi quần áo vứt xuống biển rồi bắt đầu bơi lội cùng bầy cá. Nhưng Mi-jae không biết rằng mình đã bị nhìn lén toàn bộ hành động này. Mà người này chính là tài phiệt đại thiếu gia bác Se-ju. Trong cuộc phỏng vấn trong tương lai, bác Se-ju từng nói mình đã trúng tiếng sét ái tình lần đầu tiên ở đảo Jeju. Mà hiện tại Se-ju cũng đã nhận mình bản thân anh đã trúng tiếng sét ái tình. Có vẻ như dòng thời gian của lịch sử cũng đã thay đổi từ thời điểm này. Sáng hôm sau, Mi-jae thức dậy thì đã nằm trên một chiếc giường mềm mại. Bà cô rất tự trách bản thân vì bà không quen với sự lười biếng của chính mình khi còn trẻ. Vì vậy bà mới nói nhiều từ cay nghiệt khiến Mi-jae suýt nữa muốn nghĩ quần. Nhưng trải qua sinh tử ngày hôm qua, Mi-jae cũng đã nghĩ thông suốt hơn. Cô quyết định thay đổi sự lười biếng của bản thân. Mi-jae đã quyết định phấn đấu vươn lên mạnh mẽ. Điều đầu tiên sau khi trở về từ chuyến du lịch đó là đến công ty sắp xếp lại đồ của mình. Dưới sự nhờ vả của cô bạn làm cùng, Mi-jae nhận điện thoại của vị khách biến thái kia và phát tiết những ủy khuất mà nhiều năm qua phải chịu đựng. Giờ đây Mi-jae không còn sợ hãi gì nữa khiến quản lý vội vàng chạy đến ngăn cản. Mi-jae liền đưa thư từ chức cho người quản lý và nói với mọi người rằng cô đã có một mục tiêu mới, đó là thi công chức cấp 7 và làm biên tập viên chương trình truyền hình. Nhưng khi Mi-jae đến trung tâm đào tạo nhà văn thì được biết kỳ học này đã kết thúc. Mi-jae không tin rằng mình có thể đậu công chức nhưng đành bất đắc dĩ cầm lấy cuốn sách và bắt đầu học những kiến thức nhàm chán đó. Tuy nhiên khi đã quyết tâm và nghiêm túc, Mi-jae cũng quên mất cả thời gian mà học hành chăm chỉ đến tận 3 giờ sáng. Trên đường trở về, bà cô ra sức ngăn cản Mi-jae đến làm biên kịch truyền hình, bởi vì Kim Shin đang làm việc tại đài truyền hình. Đột nhiên tiếng phanh gấp chói tai làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Mi-jae vội vàng xuống xe kiểm tra tình hình xe bị hư hại. Không ngờ chủ xe bị tai nạn là Kim Shin. Mặc dù bà cô đã sử dụng một ngày ở quá khứ bằng với cuộc sống một tháng ở tương lai để vượt thời gian ngăn cản bản thân, nhưng cuối cùng bà cô vẫn không thể ngăn cản được Mi-jae và Kim Shin gặp nhau. Một nghiệt duyên cũng bắt đầu từ đây phát triển. Đột nhiên Mi-jae nhớ rằng chiếc xe vẫn chưa tham gia bảo hiểm. Anh trai cô cũng nói rằng chiếc xe mà có vấn đề gì thì anh ấy sẽ sửa đẹp cô. Chi phí sửa chữa cũng vô cùng tốn kém. Mi-jae cố ý làm bộ như mình bị đụng ở thắt lưng muốn Kim Shin đền tiền sửa xe. Không nghĩ tới Kim Shin trực tiếp kéo thẳng người cô lên và nói rằng bệnh nhân đau thắt lưng thực sự sẽ không đứng thẳng như vậy được. Trước đây Kim Shin đã từng phỏng vấn các chuyên gia về vấn đề này. Cảm thấy không thể giải quyết với Mi-jae bằng bảo hiểm nên Kim Shin đề nghị hai người cùng đến đồn cảnh sát. Sau đó anh đẩy Mi-jae lên xe và trao đổi bằng lái xe với nhau. Nhưng ngay khi hai người bước vào thang máy để đi lên đồn cảnh sát thì Mi-jae đề cập đến bằng lái xe của Kim Shin đã hết hạn một năm trước. Kim Shin thấy vậy liền đổi ý và kéo Mi-jae đi ra ngoài. Mi-jae đề nghị Kim Shin bồi thường cho mình 2 triệu won chi phí sửa chữa xe. Kim Shin sau một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt vẫn quyết định đến đồn cảnh sát đầu thú. Lái xe không có giấy phép và tai nạn là hai điều khác nhau. Ngoài ra Kim Shin còn muốn truy cứu trách nhiệm của Mi-jae nên kéo cô đến đồn cảnh sát. Mi-jae thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần, vội vàng tìm cớ trở lại trong xe khởi động xe rồi rời đi. Kim Shin vì chiếc xe không khởi động được nên anh không thể đuổi theo Mi-jae nên càng tức giận hơn. Trên xe taxi anh nhận được một tin nhắn nạc danh. Nội dung của tin nhắn là một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ bồi thường cho Kim Shin nên mong anh đừng liên lạc với mình. Trở về nhà, Mi-jae giống như một con kiến trên chảo nóng, sợ anh trai phát hiện ra chiếc xe bị hỏng. Lúc này anh trai vừa vặn trở về, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trong nhà của mình. Anh trai không hề biết bà cô là Mi-jae đến từ tương lai. Vì vậy Mi-jae liền bịa ra một thân phận cho bà cô. Nào ngờ bà cô rơi nước mắt không ngừng gọi anh à. Chắc chắn đã có một chuyện gì đó xảy ra trong tương lai mà cô không tiết lộ cho Mi-jae. Mi-jae vội vàng đẩy anh trai vào phòng để tránh bà cô xúc động mà lộ ra mọi chuyện. Anh trai liền đòi lại chìa khóa xe từ Mi-jae. Cô cũng không nói với anh trai mình về chuyện đụng xe kia mà khuyên anh phải nhẫn nại. Khi cô về phòng, bà cô cảnh báo Mi-jae không nên đi làm ở đài truyền hình. Nếu cô nhất quyết muốn đi làm ở đó thì bà cô sẽ lập tức rời đi. Cũng cho Mi-jae 3 ngày để đưa ra quyết định về chuyện này. Điều này khiến Mi-jae vô cùng khó nghĩ. Ước mơ của Mi-jae đó là trở thành một nhà biên kịch truyền hình. Vì vậy Mi-jae vẫn trốn bà cô để đi đến lớp dạy làm biên kịch truyền hình, nhưng lại bị thầy giáo phát hiện ra cô không phải là học viên của lớp nên muốn cô rời đi. Mi-jae vội nói rằng mình là fan hâm mộ của thầy giáo nên chỉ muốn đến nghe một buổi để thỏa mãn sự hâm mộ của mình. Nghe thấy vậy thầy giáo liền bất đắc dĩ để cô ngồi lại trong lớp tiếp tục nghe giảng. Phía bên kia Kim Shin nhận được tin nhắn của Mi-jae thì càng bực mình hơn. Anh nghĩ đến chuyện đi đầu thú nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của mình vì lái xe không có bằng lái. Anh quyết định nghĩ biện pháp tìm được Mi-jae. Anh đã tìm được rất nhiều số điện thoại với tên đăng ký là Mi-jae và lần lượt gọi các số đó. Cuối cùng cũng đã tìm được số điện thoại của Mi-jae nhưng cô lại cúp máy. Mà đồng nghiệp bên cạnh lại đang báo cáo công việc cho Kim Shin, vô tình đề cập đến cách tốt nhất để đối phó với kẻ thù là để hắn ở bên cạnh mình, biến nó thành người của mình thì càng tốt. Kim Shin đột nhiên nảy ra một kế, nhớ tới ước muốn được làm nhà biên kịch truyền hình của Mi-jae, anh liền nhắn cho cô một tin nhắn rằng anh sẽ cho cô làm biên kịch truyền hình và nói cô đến đài truyền hình gặp anh. Mi-jae ở trạm xe buýt và bắt đầu đấu tranh tư tưởng nên hay không nên đến đài truyền hình. Cuối cùng không thể chống lại sự cám dỗ, cô vẫn đến sảnh của đài truyền hình và gặp Kim Shin. Kim Shin đồng ý cho cô làm biên kịch truyền hình với điều kiện cô phải cùng với anh tự thú sau một năm nữa, vì bây giờ anh vẫn chưa có bằng lái xe. Mi-jae bày tỏ rằng mình thậm chí không có thời gian để ăn nên cũng không có thời gian để lo cho chuyện của người khác. Nhưng Mi-jae không biết gì về kịch bản, nên sau khi nói chuyện với tiền bối thì cũng biết rằng kịch bản chính là phải biên tập cho đạo diễn biết phải quay cái gì và quay ở đâu trong đoạn video. Mi-jae đối với việc viết văn bản hoàn toàn không biết gì cả nên muốn tìm một tiền bối để nhờ chỉ dạy. Trên đường đi tình cờ Mi-jae gặp anh trai mình nên vội vàng quay người bỏ chạy. Anh trai không đồng ý cho Mi-jae đến đài truyền hình làm việc và cũng đã nhấn mạnh với cô nhiều lần. Anh trai không muốn em gái mình phải trải nghiệm áp lực khi làm ở đài truyền hình. Mi-jae trong lúc vô tình lại trốn đến phòng làm việc của Se-ju. Se-ju nhìn ra Mi-jae chính là người con gái đêm đó. cũng chính là người con gái đã khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh trai Mize tìm kiếm xung quanh và đi đến phòng của Se-ju hỏi thăm anh có nhìn thấy em gái mình không. Se-ju cũng vội vàng che giấu giúp cho Mize nên nói rằng mình không thấy có ai cả. Lúc này bà cô đang đi đến trung tâm môi giới để tìm đối tượng kết hôn cho Mize. Đột nhiên bà nhận được một cuộc gọi từ anh trai và nói rằng mình nhìn thấy Mize ở đài truyền hình. Bà cô nghe xong vô cùng tức giận, vội vã đến quầy lễ tân để hỏi thăm. Lại vừa vặn gặp phải Mize đang đi đến. Nhưng khi bà cô nhìn thấy thiếu gia tài phiệt bác Se-ju thì cả người đều tỏa ra hào quang của tình yêu. Bà cô bất chấp già nua, vượt qua thời gian chính là vì để cho mình thời trẻ quyến rũ Se-ju. Trải qua muôn vàn khó khăn rốt cục cũng nhìn thấy một chút ánh sáng. Bà cô đột nhiên nhớ lại cuộc phỏng vấn trong tương lai Se-ju từng nói để hiểu được công việc làm truyền hình nên anh đã đến đài truyền hình của gia đình để đi làm. Se-ju ôn nhu nhìn về phía Mi-jae và nói với bà cô rằng mình tạm thời chưa có người yêu cũng chưa tìm thấy tiếng sét ái tình. Lúc này trong lòng bà cô vui vẻ nở hoa, vội vàng lôi kéo Mi-jae đi ra ngoài. Sau đó bà nói với Mi-jae Se-ju là một tài phiệt rất giàu có, cũng là người duy nhất có thể biến chim sẻ thành phượng hoàng. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của Mi-jae là quyến rũ anh ta rồi vội đẩy cô rời đi. Sau khi Mi-jae rời đi, bà cô lấy ra ảnh của chồng mình và nói lời xin lỗi vì bà không muốn sống như vậy nữa. Chắc chắn đã có một chuyện gì đó buồn ở trong tương lai của bà. Mi-jae tìm thấy Se-ju trong thư viện. Anh lấy ra kịch bản mà Mi-jae viết và khen kịch bản của cô khá thú vị. Se-ju lại nhớ tới đêm khiến anh động lòng, hai người tình chàng ý thiếp bắt đầu nghe nhạc. Nhưng trong lòng Mi-jae vẫn còn thắc mắc vì sao tài phiệt lại có thể làm nhân viên ở trong đài truyền hình. Bên kia Kim Shin nhìn thấy kịch bản của Mi-jae thì muốn gọi điện để khiển trách cô một trận, nhưng không ai có thể liên lạc với Mi-jae. Lúc này nữ biên kịch nhận được điện thoại của bà cô và nói điều gì đó kỳ lạ. Kim Shin nghe được nghĩ rằng đó là một kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, lại nghĩ đến chuyện giấy phép lái xe của anh hết hạn liền vội vàng đi xuống đại sảnh gặp bà cô. Bà cô nhìn người chồng suýt sát hại mình trong tương lai, ánh mắt đỏ lên đầy sự thù hận. Sau đó bà cô nói những lời kỳ lạ khiến Kim Shin càng chắc chắn rằng bà cô và Mi-jae đã lên kế hoạch tông xe anh khi phát hiện ra giấy phép lái xe của anh hết hạn. Sau đó đe dọa anh bằng chuyện này để kiểm soát cuộc sống của mình. Vì lợi ích của công lý và hòa bình, Kim Shin ra lệnh cho toàn tổ tìm được Mi-jae để đuổi cô rời khỏi đài truyền hình. Nhưng căn bản hiện tại hai người đang là ông nói gà bà nói vịt, không có cùng một vấn đề. Phía bên kia Mi-jae xuống thang máy vừa vặn đụng phải anh trai. Cô liền bị anh trai kéo đến phòng họp chất vấn. Anh trai muốn cô nhanh chóng rời khỏi đài truyền hình nhưng nữ biên kịch lại khen kịch bản của Mi-jae viết khá tốt nên không thể rời đi trong thời gian này. Nghe vậy anh trai chỉ có thể hòa hoãn nói cô làm cho xong việc này rồi lập tức rời đi. Tuy nhiên anh trai vừa rời đi, nữ biên kịch cũng bày tỏ rằng mình không thoải mái khi Mi-jae lớn tuổi hơn mình nên cũng muốn Mi-jae đừng làm việc ở đây nữa. Ngày đầu tiên đi làm vấp phải sự phản đối từ gia đình, lại bị từ chối bởi đồng nghiệp khiến Mi-jae vô cùng chán nản. Mi-jae cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần và quyết định sẽ đi tìm một đài truyền hình khác để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng khi vừa bước vào phòng thì một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Kim Shin hỏi Mi-jae kế hoạch chiến đấu của cô là gì. Anh cũng quyết định tối nay sẽ đầu thú, sẽ không để mẹ con Mi-jae chi phối cuộc sống của anh. Mi-jae nhớ chuyện tai nạn lần trước liền hỏi Kim Shin có phải là người gây ra vụ tai nạn ở làn đường số 3 hay không. Anh cũng chính là người chồng tương lai của mình. Điều đó khiến Mi-jae xác định trong tương lai người hại chết mình chính là Kim Shin. Vì vậy cô quyết định ăn miếng trả miếng và cho mọi người biết mình không phải là phế liệu. Se-ju nhìn thấy Mi-jae đi tới phòng trang điểm khóc lóc nên bước vào và an ủi cô. Mi-jae vốn định ngụy trang bản thân, nhưng nước mắt lại không che giấu được mà cứ thế chảy ra. Sau đó hai người đến quán ăn vặt uống rượu giải sầu. Vừa ngồi xuống Mi-jae đã bắt đầu điên cuồng chửi bới, còn Se-ju chỉ biết kiên nhẫn ngồi nghe cô phàn nàn. Khi Mi-jae đứng lên và muốn đi về thì mới phát hiện ra rằng máy tính xách tay của mình đã để quên trong phòng họp. Kim Shin biết được Mi-jae bị đuổi việc là vì tuổi tác đã cao của cô. Điều này làm cho Kim Shin nghĩ đến những gì chủ tịch đài truyền hình cũng đã nói với mình lúc trước. Anh cũng bởi vì vấn đề tuổi tác nên mới bị loại khỏi vị trí người dẫn chương trình lúc 7 giờ. Mi-jae trở lại phòng họp lấy đồ của mình vừa đúng lúc họp bàn bạc về chủ đề tin tức. Mi-jae tìm thấy máy tính xách tay của mình bị rơi dưới gầm bàn làm việc nên nằm xuống nhặt nó lên, nhưng bị bánh xe của bốn mắt đè lên nên rất vất vả mới lấy ra được. Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của mọi người liền nhắc nhở Kim Shin về sự kiên trì của Mi-jae đối với công việc này. Khi Mi-jae cầm túi xách định rời đi, Kim Shin lại gọi cô lại và muốn cô nói về nội dung tin tức mà cô có. Mi-jae liền muốn Kim Shin đến phỏng vấn một ông lão bán văn phòng phẩm làm từ thiện nhưng thường xuyên tạt nước các phóng viên khi họ đến phỏng vấn. Cô không quên chỉ trích Kim Shin là người cao cao tại thượng nhưng đôi cần phải hy sinh một chút, bị hủy hoại hình tượng ra vẻ đó của mình một chút thì đã sao. Tất cả mọi người trong đội đều cảm thấy đề nghị đó rất vô lý, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ chính là Kim Shin lại đáp ứng. Anh còn chỉ định Mi-jae làm biên kịch. Khi về nhà, bà cô bảo Mi-jae ở đài truyền hình nhất định phải tránh xa Kim Shin. Mi-jae cảm thấy Se-chun là tài phiệt còn Kim Shin là kẻ hại chết người là điều chẳng có căn cứ nào chứng minh, còn khuyên bà cô nên đi khám tâm thần. Vì vậy hai người cứ như vậy không vui mà tan. Mi-jae đến công ty làm việc vào buổi sáng, anh chàng đeo kính kéo tay Mi-jae vừa sờ vừa hỏi thăm. Se-ju sau khi nhìn thấy vội vàng ra mặt giải vây và đưa cô về chỗ làm việc đối diện mình. Còn chủ động sẽ làm tiếp phần còn lại của kịch bản để Mi-jae tập trung vào dự án. Mi-jae không thể bắt đầu viết ý tưởng nên muốn tham khảo những ý tưởng trước đó. Cô nhỏ giọng hỏi Se-chun để mượn nhưng lại bị nữ biên kịch nghe được và nói các dự án đó do mình phụ trách sao lại hỏi người khác. Còn nói cô nếu muốn thì tự vào thùng rác mà tìm. Sau một hồi lục tìm trong thùng rác, Mi-jae cũng đã tìm thấy tài liệu mà mình cần. Sau khi hoàn thành kịch bản, mọi người cùng nhau đến cửa hàng văn phòng phẩm của ông già khó tính kia. Kim Shin đi đến bên ngoài cửa hàng văn phòng phẩm thì thấy ông già, liền giới thiệu danh tính của mình và muốn phỏng vấn ông. Nhưng ngay sau đó anh bị ông già hất những gáo nước lạnh liên tiếp vào mặt. Tổ quay phim đứng từ xa đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Kim Shin cũng muốn nói lý với ông già nhưng lại bị ông dùng chổi đánh lên người đuổi đi. Điều này khiến Kim Shin rất tức giận, bắt đầu phun nước bọt xả giận. Mize biết ông lão là người yêu chó nên đưa một chú chó và một thùng đồ chơi đến. Hai người chơi với chú chó con trước cửa hàng văn phòng phẩm liền thu hút sự chú ý của ông già. Mize vô tình ném bóng đến cho chú chó của ông già khiến ông già cũng nghĩ rằng hai người là những người yêu chó. Cuối cùng cũng yên lòng để cho bọn họ vào quay phim. Sau khi về đài, cả hai cùng nhau xem lại cuộc phỏng vấn. Mize hỏi lại những gì mà Kim Shin nói với ông cụ về gia đình của anh lúc anh còn nhỏ là thật hay giả. Kim Shin liền kéo ghế của Mize lại và nói cô hãy nhìn vào mắt anh xem đó là thật hay giả. Hai người chưa nhìn nhau được vài giây, Mize bối rối chuẩn bị né tránh. Không nghĩ tới Kim Shin lại nâng cằm cô lên rồi nhìn vào mắt cô và nói rằng anh nhìn thấy một từ trong mắt của Mize. Đó là từ ác duyên nên nói cô hãy tránh xa anh ra. Mize bị Kim Shin trêu chọc thì cười lớn. Sau đó Kim Shin lại lấy thân phận tiền bối bao lấy Mize trong vòng tay của mình để chỉ cho cô thấy cảnh thú vị trong video. Là một phụ nữ độc thân trong 32 năm, Mize liền bị choáng ngợp bởi nội tiết tố nam của người đàn ông trưởng thành này. Trước khi rời đi, Kim Shin còn thân mật vuốt tóc Mize. Khi Mize còn đang hồi tưởng lại cảnh vuốt tóc vừa rồi của Kim Shin, đột nhiên nhớ tới mình đã 3 ngày rồi không gội đầu liền vội vã đi vào nhà vệ sinh. Khi cô gội đầu trong nhà vệ sinh thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà cô đang làm lao công ở đây. Bà cô nói với Mize rằng nếu cô không thay đổi số phận của mình thì Kim Shin sẽ là chồng của bà. Bà cô đã điều tra ra tai nạn xe hơi lần trước của Kim Shin đã thay đổi tương lai bởi vì người mà Kim Shin tông phải chính là Seo Ki-ung. Mize đến công ty hỏi đồng nghiệp Seo Ki-ung là ai, đó có phải là bạn gái của Kim Shin hay không. Đúng lúc này một người con gái với hào quang rực rỡ xuất hiện. Cô mang theo bánh đến chào hỏi mọi người trong phòng, mà người này chính là Seo Ki-ung mà Mize tò mò. Khi hai người gặp nhau liền đậm mùi thuốc súng. Sau khi chào hỏi nhau, cả hai liền hỏi về tuổi tác của nhau để thể hiện sự thân thiện. Seo Ki-ung vừa nhìn thấy Kim Shin thì rất nhiệt tình, bộ dạng đó khiến Mize có chút ghen tuông. Buổi tối Seo Ki-ung và Se-ju nói chuyện với nhau về công việc trong phòng. Seo Ki-ung cố ý để lộ đôi chân đẹp của mình ra muốn quyến rũ Se-ju, nhưng Se-ju không nói gì liền lấy áo khoác của mình và che nó lại. Seo Ki-ung tức giận ném chiếc áo đó đi rồi trêu chọc Se-ju. Nhưng Se-ju lại nói rằng mình cả đêm không ngủ nên hơi mệt, vì vậy trước khi anh nói ra những điều quá đáng hơn thì cô hãy làm việc đi. Nói rồi anh lại lấy chiếc áo và che chân cô lại một lần nữa. Lúc này Mize gọi Se-ju ra ngoài. Hai người ở ngoài cửa vừa nói vừa cười làm cho Seo Ki-ung càng thêm tức giận. Seo Ki-ung âm thầm tìm hiểu về mối quan hệ của Mize và Se-ju. Mize biết Seo Ki-ung muốn theo đuổi Se-ju liền hỏi cô ta về mối quan hệ của cô với Kim Shin. Seo Ki-ung tỏ vẻ là đàn ông thì càng nhiều càng tốt. Mize không thể để cho hai người đàn ông tốt đều bị cướp đi nên vội vàng tìm đến bà cô. Sau đó thương lượng về chuyện của Seo Ki-ung và xin ý kiến nên làm gì tiếp theo. Bà cô muốn Mize cam đoan tránh xa Kim Shin thì mới đồng ý giúp cô. Mize thề son sắt cam đoan tuyệt đối không liếc mắt một cái với Kim Shin. Bà cô liền nói với Mize từ khóa liên quan đến Se-ju đó là nước, nhưng bà không biết tình tiết cụ thể là như thế nào nên không thể nói rõ ràng hơn, chỉ bảo Mize hãy tìm cách quyến rũ Se-ju. Mize cố ý đi nhờ xe của Se-ju. Trên đường đi cô liên tục suy nghĩ về những gì mà bà cô nói, bởi vì Se-ju sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và chuyện đó có liên quan đến nước, nên cô lấy chai nước khoáng trên xe rồi làm một thao tác tự cho là rất hấp dẫn, chỉ là thiếu chút nữa thì biến lợn lành thành lợn què. Se-ju muốn rửa chiếc xe nên dẫn Mize đến tiệm rửa xe tự động. Mize nhìn nước chảy bên ngoài xe thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đó là mở cửa sổ trời của xe. Nước bắn vào khiến hai người cứ vậy mà ướt như chuột lột, cuối cùng đành phải trở lại công ty. Bởi vì quan hệ tương đối lành lạnh nên hai người cùng quấn một cái chăn. Quần áo Mize bị nước làm ướt liền lộ ra vết sẹo trên vai. Se-ju nhớ lại lúc ở đảo Jeju, bảo vệ đã chạy đến và cứu Mize, sau đó anh đã bế cô về phòng. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau thì bị Kim Shin đứng bên ngoài cửa nhìn thấy. Lúc này một đại thúc mặc Âu phục cũng tiến hành xuyên không thời gian và dừng lại vào năm mà bà cô đi đến. Thời gian của Kim Shin trong nháy mắt đảo ngược, từ cuộc gặp gỡ gần đây nhất của anh. Kim Shin được quay trở lại cho đến khi vụ tai nạn đầu tiên xảy ra. Anh phát hiện ra lúc trước người bị mình đụng phải không phải Seo Ki-ung mà là Mize. Hơn nữa anh còn cùng với cô trở thành người yêu. Kim Shin nhớ rất rõ trên vai Mize có một vết sẹo. Kim Shin đột nhiên bị đánh thức bởi giấc mơ kỳ lạ này. Buổi sáng anh gặp Mize trong thang máy liền cố ý nhìn xuống bả vai của Mize. Bất ngờ anh thấy vết sẹo giống hệt với trong giấc mơ của mình. Điều này khiến Kim Shin không thể tin được. Lại nhìn thấy trong lúc anh đang đọc bản tin về ông già làm việc tốt kia, Mize và Se-ju ôm nhau ăn mừng. Kim Shin tức giận đập bàn một cái và cảnh báo họ không được phép phát triển mối quan hệ yêu đương trong tổ. Nhưng sau đó lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình có phải bị úng não rồi không, nhưng lại nhịn không được âm thầm quan sát tiến triển của bọn họ. Buổi tối bà cô kéo Mize đến phòng, sau đó kéo rèm cửa sổ ra và nói với Mize kế hoạch của bà khi đến đây. Bà cô muốn Mize kết hôn với Se-ju bởi vì có như vậy trong tương lai bà mới có thể biến từ quạ thành phượng hoàng. Mize cảm thấy có chút buồn cười nhưng bà cô nói với cô rất nghiêm túc rằng một ngày bà ở đây là 1 tháng, vì vậy bà sẽ rất nhanh chết già. Cũng có thể do sự bất ổn của thời gian và không gian mà rơi vào lỗ đen của thời gian và không gian. Nhưng bà vẫn liều mạng quay về đây là vì muốn thay đổi số phận của mình. Nếu Mi-jae không cố gắng thay đổi số phận, Se-ju sẽ ở bên Seo-kyung còn cô sẽ cô đơn đến già. Mi-jae suy nghĩ những gì bà cô nói với mình, lại nghĩ đến Seo-kyung từng nói muốn theo đuổi bác Se-ju. Điều này khiến Mi-jae cảm thấy có chút bất an mà ngủ mất. Cô và Kim Shin có cùng một giấc mơ là mơ thấy họ gần gũi với nhau. Sau khi bị anh trai phát hiện, hai người đồng thời bị giấc mộng này đánh thức. Buổi sáng Mi-jae gặp Kim Shin ở công ty liền chào hỏi rồi rời đi. Nhưng nhớ lại giấc mơ tối qua, Kim Shin liền hỏi thăm Mi-jae. Biết cô đến phòng CG liền chủ động đưa cô đi đến đó bằng đường gần hơn. Chờ cô xong việc liền chủ động đưa Mi-jae đi xem xét mọi thứ xung quanh trong đài truyền hình. Vô tình hai người chạm phải anh trai đang cắt tóc, cả hai đều sợ hãi vội vàng đóng cửa rời đi. Họ đến phòng đạo cụ, Kim Shin liền mặc áo giáp của Darth Vader còn Mi-jae mặc trang phục của Bạch Tuyết. Trong khi hai người đang thảo luận về nhân vật của nhau thì Mi-jae vô tình làm kẹt tóc trên khóa kéo của váy. Khi Kim Shin nghĩ biện pháp để gỡ rối cho cô thì Mi-jae lại xoay người lại khiến tay áo mắc vào áo giáp. Kim Shin liền lấy kéo cắt nó ra nhưng Mi-jae nhìn vết cắt thì lại trách móc anh. Hết cách, Kim Shin liền thể hiện tài năng may vá của mình khiến Mi-jae vô cùng trầm trồ. Khi cả hai cảm thấy một chút lúng túng thì Mi-jae nhận được điện thoại liền muốn rời đi. Nhưng Kim Shin gọi cô lại rồi lấy lý do công việc, rủ Mi-jae đến sở thú. Mi-jae vui vẻ đồng ý, mà lúc này chủ tịch đài truyền hình đang bực mình vì sai sót của nhân viên khiến cho khách bị dị ứng. Bà tức giận liên tục ném trứng vào họ và quyết định sẽ lên kế hoạch để sa thải một số nhân viên. Mà bà cô lật xem nhật ký thì phát hiện ra mình khi còn trẻ sẽ bị sa thải bởi sự điều chỉnh của công ty. Vì vậy bà cô vội vàng chạy tới công ty để gặp Mi-jae. Nhưng Mi-jae đang bôn ba vì con đường làm biên kịch của mình nên không có thời gian để ý đến. Bà cô liền dùng xe rác chặn đường của Mi-jae rồi hỏi cô về chuyện tiến triển với Se-ju. Cũng nói với Mi-jae rằng cô sẽ bị sa thải bởi công ty nên dù cô có liều mạng thế nào cũng vô dụng. Nhưng Mi-jae không muốn để ý tới vội vàng rời khỏi. Bà cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đang lão hóa nhanh chóng thì càng lo lắng hơn. Buổi trưa Mi-jae và Se-ju đang thảo luận kịch bản mới. Mi-jae đưa ra rất nhiều ý tưởng nhưng Se-ju không có cảm giác mới mẻ. Ngay cả các sinh viên đi ngang qua cũng nghĩ rằng Mi-jae buồn cười. Ngay lập tức Mi-jae nổi cơn thịnh nộ bắt đầu múa lưỡi và phun nước bọt. May mắn là Se-ju đã kịp thời ngăn chặn. Kim Shin và Seo Ki-ung ăn cơm xong trở về thì nhìn thấy hai người đang thảo luận với nhau. Khoảng cách của Se-ju và Mi-jae khá gần khiến Kim Shin có chút ghen tuông. Seo Ki-ung cảm thấy thú vị liền kéo Kim Shin qua đó. Kim Shin xông tới hét lớn với bọn họ khiến Mi-jae hoảng sợ mà ngã ra đất. Đúng lúc này chủ tịch gọi điện cho Kim Shin và thông báo với anh bà muốn điều chỉnh nhân viên của công ty. Mọi người trong tổ biết được đạo diễn và trợ lý chỉ có thể ở lại một. Se-ju thấy bà mình điều chỉnh nhân sự không hợp lý nên đến tìm bà để thuyết phục. Bà cô mượn thân phận người dọn dẹp cũng đi vào nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Bà cô nghe lén được chủ tịch rất tin bói toán liền nảy ra một kế hoạch mới. Mà Mi-jae lúc này đang nằm thẫn thờ của công viên thì bà cô tìm đến Mi-jae để khuyên cô từ bỏ công việc biên kịch của mình. Chỉ cần theo đuổi được Se-ju thì cô muốn làm gì thì làm. Nhưng Mi-jae muốn tiếp tục cố gắng đến cùng, cô không muốn dựa vào đàn ông để sống sung sướng. Quan điểm của hai người không giống nhau nên chỉ có thể không vui mà tan. Trước khi phát sóng chương trình buổi sáng, tất cả mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của chủ tịch để công bố danh sách sa thải. Chủ tịch đi đến trước mặt họ để nói chuyện với từng người một. Tại thời điểm này, Kim Shin vì chuyện sa thải nhân viên mà công khai phản đối chủ tịch. Kim Shin đe dọa chủ tịch nếu bà sa thải nhân viên thì họ sẽ đồng loạt đình công. Nhìn thấy thời gian phát sóng chương trình sắp đến, Kim Shin để chủ tịch ngồi bên cạnh và bàn luận về vấn đề tái cơ cấu công ty. Nhưng sắp đến giờ phát sóng trực tiếp, chủ tịch không có cách nào đành phải đồng ý với Kim Shin không sa thải bất cứ ai. Tất cả mọi người đều bị Kim Shin mê hoặc, Mi-jae cũng không ngoại lệ, hai mắt cô tỏa sáng. Bà cô nhìn mình khi còn trẻ nghĩ thầm trong bụng có lẽ mình thật sự xong đời rồi. Vì vậy vội vàng quay lại mở nhật ký của mình ra liền nảy ra một chủ ý mới. Bà nhớ rằng chủ tịch đang tìm một thầy bói nên giả vờ đi ngang qua căng tin. Mi-jae vui vẻ mời bà cô một ly trà sữa. Cô còn thông báo tin vui rằng nữ biên kịch đã đồng ý để cô là nhân viên chính thức với vai trò là biên kịch. Bà cô hỏi Mi-jae đã tìm được các khách mời biểu diễn cho chương trình hôm nay chưa. Mi-jae đang trong niềm vui nên trả lời bà mình đã hoàn thành từ lâu rồi. Nhưng khi cô đến điểm danh lại những khách mời thì lại nhận được điện thoại của thầy bói nói mình không đến được. Bởi vì thầy bói tham gia chương trình không đến được nên nữ biên kịch vô cùng lo lắng. Bà cô liền giả vờ tiến đến hỏi thăm khiến nữ biên kịch nhận ra bà là người biết xem bói và đã được bà xem cho một quẻ trước đó. Bà cô còn khiêm tốn nói mình xem không chính xác. Nhưng lúc này nữ biên kịch không nghĩ nhiều được như vậy, lập tức kéo bà đi thay trang phục và đến phòng phát sóng. Trong chương trình, Kim Shin nói rằng trên thế giới có hai loại người, đó là người tin vào bói toán và người không tin. Bản thân anh thuộc về người thứ hai. Bà cô lại nói ra chuyện thời thơ ấu của Kim Shin, ngoài ra còn có thói quen đọc từ điển vào buổi sáng. Đây là những gì bà đã ghi lại vào cuốn nhật ký khi còn trẻ. Điều này khiến Kim Shin rất ngạc nhiên mà chớt lịm trong vài giây, nhưng vẫn cứng miệng nói rằng thầy bói chỉ giỏi biết chuyện quá khứ còn tương lai thì sẽ không biết được. Bà cô nói với Kim Shin trong tương lai anh sẽ bị sa thải bởi đài truyền hình và trở thành con người chỉ suốt ngày ở nhà ăn uống nhậu nhẹt và cãi nhau với vợ. Kim Shin cảm thấy bà cô đang nói nhảm vội vàng kết thúc chương trình. Mi-jae một đường chạy như bay đuổi theo bà cô hỏi những gì bà nói trong chương trình có phải là những gì cô phải trải qua trong tương lai hay không. Bà cô cũng khẳng định Kim Shin sẽ tiêu tan. Lúc này Kim Shin gọi điện nhắc lại với Mi-jae về cuộc họp của hai người. Se-ju cũng gọi điện hẹn cô cùng gặp mặt. Bà cô bảo anh ta tự quyết định chuyện này. Mi-jae trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt cuối cùng đã có quyết định đúng đắn. Đó là chọn Se-ju và hẹn anh ngày mai cùng đi chơi. Trên đường ngồi xe buýt về, Mi-jae nhận được cuộc gọi từ Kim Shin và hẹn anh cùng đến lớp huấn luyện vào chiều mai. Bà cô ở phía bên kia đi bộ trên đường, đột nhiên khó thở mà ngất đi. Lúc này chủ tịch vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy bà cô ngất ra đó nên vội đưa về nhà. Bác sĩ nói với chủ tịch cơ thể của bà cô đang già đi nhanh chóng. Chủ tịch cảm thấy đây là tình huống vận công quá độ nên muốn bà cô nói với bà ấy điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Bà cô nói với chủ tịch nếu nhìn ra ngoài cửa sổ tối nay bà sẽ thấy điều tuyệt vời. Sau đó bà cô lại kéo Kim Shin đi tới địa điểm được chỉ định. Bà cô đưa cho anh một chiếc ô, Kim Shin vừa nhận ô thì trời bắt đầu mưa. Sau đó bà cô nhắn tin cho Mi-jae nói cô hãy đưa anh trai đến nơi cao nhất trong tiểu khu. Chủ tịch cũng mở cửa sổ theo thời gian bà cô nói thì tình cờ nhìn thấy tháp lớn ở phía xa sụp đổ. Điều này làm mọi người chứng kiến cảnh này đều vô cùng ngạc nhiên. Anh trai mắt trợn ngược không chớp, thiếu chút nữa muốn lòi ra ngoài. Kim Shin cuối cùng cũng tin rằng bà cô có thể dự đoán tương lai. Anh trai gọi điện trách bà cô tại sao không nói với chính mình trước để có thể quay cảnh này lại và đăng vào tin tức nóng hổi. Bà cô nói với anh trai mình, một ga tàu điện ngầm sẽ bốc cháy vào ngày kia. Hơn 100 người sẽ thiệt mạng và bị thương do một người đàn ông đội mũ đỏ châm lửa. Cũng bảo anh trai hãy đến đó quay lại hiện trường và đăng vào tin tức độc quyền. Điều đó khẳng định có thể lên hot search. Mi-jae tin tưởng lời nói của bà cô nên muốn cứu những người vô tội này. Vì vậy Mi-jae vội vàng chạy đến ga tàu điện ngầm để thông báo cho nhân viên bảo vệ, nhưng người bảo vệ cho rằng cô đã uống nhiều rượu nên nói năng lung tung, rồi đuổi cô nhanh chóng về nhà đừng ở đây cố tình gây sự. Anh trai thì gọi điện cho đồng nghiệp và yêu cầu anh ta kiểm tra camera giám sát gần đây có ai đội mũ đỏ phóng hỏa không. Đồng nghiệp cảm thấy anh trai đang đùa nên không tình nguyện mà kiểm tra CCTV. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh có người sắp phóng hỏa. Khi tất cả mọi người đang không biết phải xử lý như thế nào thì Se-ju đề nghị sử dụng truyền hình để phát sóng trực tiếp ở ga tàu điện ngầm. Hơn nữa còn liên lạc với Seo-kyung bảo cô đến ga tàu điện ngầm đến xin phép từ quản lý của ga tàu điện ngầm. Trên thực tế, Se-ju đã liên lạc với bên quản lý của tàu điện ngầm, chỉ là không muốn bại lộ thân phận tài phiệt của mình. Anh trai vội vàng phân công nhiệm vụ cho từng người. Một số đã đến đội cứu hỏa để báo cáo vụ việc, một số đến bệnh viện để yêu cầu xe cứu thương luôn sẵn sàng. Dường như mọi thứ đều được sắp xếp thỏa đáng, nhưng hệ thống chữa cháy cảm ứng trong tàu điện ngầm không hoạt động. Quản lý nhà ga vội vàng thông báo cho thợ sửa nước đi sửa vòi phun. Chờ quản lý đi rồi thợ sửa ống nước liền đội mũ lên. Mi-jae và Kim Shin cũng đi tàu điện ngầm và đến điểm xảy ra tai nạn. Camera giấu kín cũng đã sẵn sàng để truyền hình trực tiếp. Thời gian sắp đến, anh trai vội vàng hỏi bà cô có chính xác là ở địa điểm đó hay không. Bà cô nhớ lại tin tức và khẳng định không phải ở ga mà ở trên tàu điện ngầm. Nhưng mọi người đã chuẩn bị ở nhà ga, còn trên tàu điện ngầm thì lại không có sự chuẩn bị gì. Lúc này Mi-jae nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đỏ xuất hiện trên tàu điện ngầm. Kim Shin bảo cô không cần lo lắng chuyện này. Còn chưa tới ga, đột nhiên người đàn ông mũ đỏ ném xăng xuống đất. Mọi người sợ tới mức hoảng loạn bắt đầu chạy loạn. Người đàn ông mũ đỏ nở nụ cười gần như biến thái rồi vứt bật lửa xuống đất. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, người đàn ông mũ đỏ chạy đến một toa tàu khác để tiếp tục đổ xăng. Kim Shin kinh hãi đuổi theo người đàn ông mũ đỏ trên tàu, Mi-jae chạy theo sát phía sau dùng điện thoại di động livestream trực tiếp. Tại hiện trường, tài xế đã kéo chuông báo động để dừng tàu trước thời hạn. Các hành khách bắt đầu chạy trốn điên cuồng, các đồng nghiệp của Mi-jae thì bị cảnh sát ngăn cản bên ngoài. Mọi người chỉ biết hỏi cứu hỏa về tình hình bên trong thì được biết hệ thống nước không sử dụng được vì không có nước. Có lẽ van của bể đã bị kẻ phóng hỏa khóa lại. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Se-ju vội đến phòng chứa nước. Không ngờ van nước bị khóa với xích sắt bằng một chiếc khóa lớn. Hóa ra thợ sửa nước là người đội mũ đỏ, hắn ta đã đóng tất cả các van trước đó. Bên kia người đội mũ đỏ không còn đường thoát vì bị Kim Shin ngăn cản. Hai người đấu vật với nhau, còn Mi-jae cầm điện thoại di động vừa quay vừa cổ vũ Kim Shin cố lên. Mọi người xem truyền hình trực tiếp mà thoát tim theo hai người. Ngay lập tức người đàn ông mũ đỏ chạy thoát và tiếp tục tưới xăng. Hắn lấy bật lửa ra nhưng lại không bật được. Hắn ta liền ném đồ về phía hai người. Kim Shin liền dùng tay bảo vệ Mi-jae nhưng vô tình cô đập vỡ bởi một bảng quảng cáo trên tường. Kim Shin muốn dừng lại cứu Mi-jae nhưng Mi-jae không đồng ý. Cô cố ý bảo Kim Shin mang theo điện thoại di động đuổi theo người mũ đỏ. Rẽ qua một vài khúc cua, người đàn ông mũ đỏ bị trượt chân bởi xăng của chính mình. Cảnh sát đã đến kịp thời để bắt giữ anh ta. Kim Shin cũng đã sử dụng điện thoại di động để phát trực tiếp được toàn bộ quá trình. Nhưng Mi-jae ở bên kia thì vô cùng nguy hiểm, bởi vì tia lửa của bảng quảng cáo bắn tung tóe, trong khi mặt đất đang chứa đầy xăng. Se-ju lúc này đang cùng với Seo-kyung phá khóa vòi nước, cuối cùng nó đã được mở ra. Khoảnh khắc Mi-jae được Kim Shin cứu ra thì vòi phun nước cũng hoạt động. Se-ju chạy vội vàng đến để xem xét tình hình của Mi-jae. Lại nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười ngồi dưới mưa, Se-ju thấy vậy liền rời đi. Mọi người vội vàng yêu cầu Kim Shin nói lời kết thúc của chương trình. Kim Shin nói rằng có thể biết số phận tương lai là rất lợi hại, nhưng tương lai sẽ thay đổi vì sự lựa chọn của mình. Chủ tịch đã thấy tất cả điều này thông qua TV và thông báo cho cấp dưới chương trình của Kim Shin sẽ tiếp tục phát sóng cột. Các thành viên trong nhóm liền tổ chức ăn mừng cùng nhau. Mọi người đều nghĩ rằng Kim Shin đã thay đổi, không còn là người ích kỷ như trước nữa. Tại thời điểm này Kim Shin được coi là người thay đổi thực sự, cho dù hai người không ở bên nhau sau này thì anh cũng không phải là một người tự phụ. Mi-jae đi trên đường trở về không ngờ lại bị nhân viên quán bar kéo tay lại. Mi-jae cảm ơn lòng tốt của anh ta nhưng cô không muốn đi vào. Nhân viên này vẫn không chịu buông tha, nắm tay cô muốn đưa vào bên trong. Khi hai người đang giằng co thì Kim Shin đến kịp thời. Hơn nữa anh còn giáo huấn cho nhân viên quán bar đó một trận rồi đưa Mi-jae rời đi. Hai người đi bộ trên đường, Kim Shin chủ động kéo tay Mi-jae lại. Mi-jae cảm giác được nhiệt độ trên tay Kim Shin truyền đến trong lòng vô cùng vui vẻ. Bà cô đứng từ xa nhìn thấy hết những cảnh này nghĩ thầm đoạn nghiệt duyên này thật đúng là không thể cắt đứt. Se-ju nhìn thấy Mi-jae đang ngồi ở sảnh để gọi điện thoại. Mi-jae muốn Se-ju ngồi xuống bên cạnh mình. Se-ju hỏi cô có bị thương trong vụ hỏa hoạn hay không. Mi-jae nói rằng mình khỏe mạnh như bây giờ cũng nhờ Se-ju đã chạy đôn chạy đáo đi mở vòi nước. Se-ju liền vội vàng ám chỉ rằng vì chuyện đó mà mình đã bị đau hết cả người, không biết có ai đồng ý bóp tay giúp mình hay không. Mi-jae liền nói anh hãy xoay người lại trước khi cô đổi ý. Hai người vừa nói vừa cười. Đúng lúc Kim Shin đi đến nhìn thấy bộ dạng thân mật của Mi-jae và Se-ju thì không khỏi ghen tuông. Anh do dự một chút vẫn là gọi hai người. Lúc này điện thoại của Mi-jae vang lên nên Se-ju theo Kim Shin vào nhà hàng trước. Seo Ki-ung đến nhà hàng chào hỏi mọi người xong, nhìn thấy vị trí của Se-ju ngồi bên trong liền tìm cớ để đến ngồi bên cạnh anh ta. Sau đó còn thì thầm với Se-ju rằng mình sẽ giữ bí mật cho anh ta. Thì ra tối hôm qua Seo Ki-ung tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu, vô tình biết được thân phận tài phiệt của Se-ju. Khi mọi người đang vui vẻ, điện thoại của đồng nghiệp vang lên. Đó là cục trưởng gọi tới phàn nàn rằng họ đã không chia sẻ một tin tức tốt như vậy cho bên họ mà giữ để phát sóng một mình. Sau đó tức giận bảo bọn họ đem tư liệu chỉnh lý giao cho bên ông ta phát sóng. Mọi người đều tức giận với hành vi của cục trưởng thì Kim Shin đề xuất một chương trình mới. Sau đó Kim Shin và anh trai tìm đến chủ tịch đưa ra ý tưởng của mình liền nhận được sự phản đối mãnh liệt của chủ tịch. Kim Shin thấy thế nói với anh trai hãy đến vùng nông thôn để quay chương trình do chính mình tạo ra. Chủ tịch nghĩ đến chuyện hiện tại Kim Shin nổi tiếng qua một đêm vì vụ tai nạn tàu điện ngầm này. Để giữ họ ở lại công ty, chủ tịch đã đáp ứng yêu cầu của họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là chương trình phải quay thử trước cho bà kiểm tra. Buổi tối Mi-jae và Kim Shin hai người đều cầm điện thoại. Sau đó cùng một lúc lấy hết dũng khí gọi cho đối phương. Nhưng cả hai đều nhận được thông báo rằng cuộc gọi không liên lạc được. Mi-jae lại gọi điện thoại lại lần nữa, hai người hẹn ngày mai gặp nhau. Tất cả những điều này đều được bà cô nghe thấy. Bà cố gắng ngăn cản Mi-jae tiếp tục hẹn hò với Kim Shin. Hai người vì vậy mà cãi nhau khiến bà cô rất tức giận rời đi. Lúc này người đàn ông mặc đồ đen từ tương lai đến đây đã tìm thấy bà cô. Bà cô quay đầu lại nhìn khiến cả hai người đều bị đối phương dọa sợ. Bà cô sợ tới mức chạy như điên, vừa vặn một chiếc xe màu đen chạy tới, bà cô bị kéo thẳng vào xe. Thì ra là chủ tịch tìm bà cô cố ý nhắc tới trước mặt chủ tịch là mình nhìn thấy tương lai của cháu trai bà, điều này thành công khơi dậy sự tò mò của chủ tịch. Để tránh sự truy đuổi của người đàn ông đến từ tương lai kia, bà cô đề nghị ở lại nhà của chủ tịch một thời gian. Sau đó bà cô nói với chủ tịch rằng cháu trai của chủ tịch đã có ý trung nhân nhưng người đó tuyệt đối không thể là phóng viên. Nhưng cụ thể là ai thì bà cô lại không nói. Để theo dõi Mi-jae, bà cô tiếp tục làm nhân viên dọn dẹp và đề nghị chủ tịch phái một vệ sĩ cho mình. Người đàn ông đến từ tương lai ở bên ngoài dùng kính viễn vọng quan sát bà cô và phát hiện ra có người bảo vệ bà ở bên cạnh. Vội vàng báo cáo lên cấp trên liền bị cấp trên hung hăng mắng một trận. Buổi sáng Seo Ki-ung gặp Mi-jae ở công ty hẹn cô đến quán bar vào ban đêm để uống rượu. Mi-jae đã định từ chối nhưng thật sự chịu không sự mè nheo của Seo Ki-ung nên cuối cùng đành bất đắc dĩ đáp ứng. Thì ra Seo Ki-ung biết tình cảm của Se-ju dành cho Mi-jae nên khuyến khích anh chủ động theo đuổi tình yêu của mình và đưa ra một ý tưởng cho anh ta. Seo Ki-ung thực ra bề ngoài muốn giúp đỡ Se-ju nhưng ngầm hy vọng rằng hai người họ không thể ở bên nhau. Bởi vì cô ta cũng muốn bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Bà cô biết Seo Ki-ung mưu đồ bất chính liền nói cho Seo Ki-ung biết nửa kia của hắn là Kim Shin và để cho cả hai có được với nhau. Bà cô biết Seo Ki-ung muốn Mi-jae từ chối Se-ju để bản thân có cơ hội. Để ngăn chặn điều này xảy ra, bà cô nói với Kim Shin Mi-jae đến quán bar vào tối nay. Bởi vì điện thoại di động của Mi-jae bị hỏng nên nhờ bà cô thông báo. Kim Shin còn dương đắc ý cho rằng Mi-jae an bài chuyện gì đó. Mi-jae đến quán bar liền thấy Se-ju sắp xếp một lời tỏ tình lãng mạn. Se-ju thâm tình tỏ tình với Mi-jae. Khi đang muốn cầm hoa tươi hướng Mi-jae biểu đạt tình yêu thì Kim Shin chạy tới. Anh đã rất tức giận khi nhìn thấy tất cả điều này, hơn nữa còn dùng thìa phỏng vấn tâm trạng của Mi-jae lúc này. Chúc mừng hai người và quay đi. Mi-jae đem hoa đặt trên ghế sau đó vội vàng đuổi theo. Mi-jae muốn giải thích với Kim Shin còn Kim Shin lại oán giận cô chân đạp hai chiếc thuyền. Kim Shin ghen tuông đã không còn lý trí, hơn nữa còn mắng Mi-jae rất tồi tệ. Mi-jae tức giận xoay người rời đi, hai người rốt cục chia tay nhau. Se-ju một mình ngồi uống rượu, bạn bè khuyên anh không nên quan tâm đến cô gái đó, không nghĩ tới bị anh mắng cho một trận. Lúc này Mi-jae gọi điện thoại tới muốn Seo Ki-ung chuyển lời cho Se-ju là tôi xin lỗi vì điều đó. Nhưng Seo Ki-ung lại chỉ nói Mi-jae không đến được. Se-ju rất lạc lõng tiếp tục một mình uống rượu. Kim Shin đi trên đường phố nhìn chương trình TV lại thấy Mi-jae. Nụ cười ngọt ngào của cô thắp sáng tình yêu trong sự tự tin của Se-ju. Anh gọi điện thoại chủ động hẹn gặp Se-ju. Bên kia Seo Ki-ung tìm được Mi-jae và trách cô không nên như vậy và muốn cô gọi điện thoại Se-ju để nói rõ ràng, phân định ranh giới với anh ta. Mi-jae gọi điện thoại cho Se-ju. Nhưng lúc này Se-ju đang nói chuyện với Kim Shin về Mi-jae. Kim Shin không để mắt tới một nhân viên nhỏ bé như Se-ju. Se-ju liền cho anh biết mình là cổ đông của đài truyền hình, nhưng Kim Shin không chịu tin điều đó. Còn có ý tốt muốn giới thiệu bạn bè là bác sĩ cho anh để điều trị chứng hoang tưởng. Se-ju không muốn nói chuyện với Kim Shin liền quay người rời đi. Se-ju gọi cho thư ký để khôi phục danh tính của mình sau một tháng. Kim Shin suy nghĩ về những lời của Se-ju trên đường đi, liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp gửi sơ yếu lý lịch của Se-ju cho mình. Anh nhìn vào sơ yếu lý lịch của Se-ju thì thấy anh học 5 năm ở trường điện ảnh. Sau đó anh vội vàng mở ra lịch sử gia đình của tập đoàn. Kim Shin dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Lúc này anh trai tìm đến Kim Shin muốn anh giúp Mi-jae để làm tốt chương trình ngôi nhà ma ám do cô tự tìm. Nhưng vì là lần đầu tiên Mi-jae làm nên anh muốn nhờ Kim Shin đi cùng. Lúc này Mi-jae nghe theo lời nhắc nhở của bà chủ cửa hàng liền tìm thấy một ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất lọt vào top 10 trên thế giới. Hơn nữa làm cho nữ biên kịch đang bí ý tưởng liền hai mắt sáng ngời. Mi-jae đến yêu cầu được nữ biên kịch để mình phụ trách dự án này. Anh trai và nữ biên kịch sau khi bàn bạc quyết định cho cô một cơ hội. Anh trai tuy rằng ngoài miệng không muốn Mi-jae tự làm nhưng vẫn đưa em gái đến cửa hàng quần áo để mua đồ cho cô. Bởi vì ngôi nhà ma ám nằm trên đồi nên sau khi mặt trời lặn nơi đó sẽ rất lạnh. Người dân kể rằng mỗi khi trăng tròn sẽ có một cô gái mặc váy cưới ngồi bên cửa sổ vẫy tay chào. Còn có người nghe thấy tiếng kêu bi thương mỗi đêm giống như người điên vậy. Họ suy đoán rằng người chồng đã ra tay sát hại vợ mình. Khi Mi-jae đang hỏi chuyện về ngôi nhà ma ám với người dân xung quanh thì bị trượt chân rơi xuống dưới. Một cơn đau dữ dội khiến cô nhăn nhó. Hơn nữa chân của cô còn bị ngọn lửa bén vào tất và bốc cháy. Mi-jae vội vàng dập tắt nó nhưng chiếc tất và thịt ở chân đã dính lại với nhau. Mi-jae lấy ra một chiếc khăn lụa và băng nó lại. Sau đó cố gắng chịu đau quay về chỗ quay phim. Đồng nghiệp chia tay Mi-jae và Kim Shin để hai người đi vào trải nghiệm căn nhà ma một đêm. Cuối cùng họ đã đến ngôi nhà ma đó trước khi trời tối. Nhìn ngôi nhà ảm đạm ở phía trước hai người hít sâu một hơi. Mi-jae cố gắng chịu đau đi vào ngôi nhà yên tĩnh mà ghê rợn này. Hai người mở cửa bước vào trong nhà. Kim Shin đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bên cạnh liền hét lên. Nhưng hóa ra đó là một camera mà đoàn làm phim đã đến từ trước để cài đặt. Trong bóng tối Mi-jae và Kim Shin đi lên cầu thang, Mi-jae lại không cẩn thận khiến vết thương ở chân bị đau. Kim Shin vội vàng đến xem xét vết thương ở chân cho cô. Anh lo lắng mà trách móc Mi-jae bị thương như vậy mà để yên. Nhưng Mi-jae lại nói đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới có được, hơn nữa cô đã nhiều tuổi rồi nên cần phải cố gắng hơn. Nghe vậy Kim Shin chỉ còn cách sơ cứu lại vết thương cho cô. Sau đó hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy thâm tình. Kim Shin chậm rãi muốn hôn Mi-jae nhưng lúc này Mi-jae đột nhiên nghĩ đến những gì bà cô đã nói. Nếu họ ở bên nhau, một người sẽ chết nên vội vàng né tránh nụ hôn đó của Kim Shin. Kim Shin vội giải tỏa tình huống khó xử bằng cách đề nghị tiếp tục làm việc. Hai người xem nhật ký còn sót lại của chủ nhân ngôi nhà thì biết được nơi này căn bản không giống như lời đồn đại bị ma ám mà đó là một bi kịch tình yêu. Người chồng của ngôi nhà bị ung thư giai đoạn cuối nên khi đau đớn mà la hét. Người vợ chăm sóc anh ta một cách tận tình nhưng người chồng cuối cùng nhịn không được sự hành hạ của bệnh tật tra tấn mà chọn quyên sinh. Anh ta còn để lại cho vợ một lá thư trước khi chết và muốn người vợ sống hạnh phúc. Nhưng người vợ đã vì nhớ chồng mà quyết định chọn đi theo người chồng. Mi-jae biết câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng này liền nghĩ đến mình nếu cùng Kim Shin ở bên nhau chắc chắn sẽ buồn như đôi vợ chồng này. Bà cô còn chưa qua một tháng như đầu đầy tóc bạc khiến người qua đường đều nhìn bà ánh mắt kinh ngạc. Bà cô vội vã chạy đến gương và nhìn mình trong gương với mái tóc bạc trắng. Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều bà liền tìm anh trai để chuẩn bị thú nhận tất cả mọi chuyện. Anh trai lại nói Mi-jae và Kim Shin đến nhà ma ám quay phim. Bà cô liền trách cứ anh trai vì sao lại để hai người họ ở bên nhau qua đêm. Sau đó bà cô nói với anh trai mình trong nước mắt rằng Kim Shin và Mi-jae sẽ ở trong ngôi nhà ma ám quyết định kết hôn. Sau khi họ kết hôn, Kim Shin sẽ ngoại tình nên bà mới quay lại đây để thay đổi những điều này. Anh trai nghe những điều này đều không tin những gì bà cô nói. Vội vã muốn trở lại công ty nhưng bà cô lại nói ra một bí mật mà chỉ có anh trai mới biết. Đó là khi bà cô kết hôn anh trai đã thú nhận với cô chuyện vết sẹo trên vai mình là do anh trai gây ra khi cô còn nhỏ. Chuyện này chỉ có bố và anh trai biết. Lúc này anh trai nhận được điện thoại của tổ nói anh quay về đài gấp. Anh trai ở công ty nhìn qua cửa sổ thấy Mi-jae và Kim Shin chơi đùa nhau. Nghĩ đến những gì bà cô đã nói với mình liền rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Vào buổi tối, anh trai trở về nhà để hỏi về danh tính của bà cô và lấy tóc của mình để xác nhận huyết thống. Bà cô nói với anh trai mình những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Kim Shin sẽ không gượng dậy sau khi bị đài truyền hình sa thải vì vậy bản thân cô là vợ anh ta đã phải làm 3 công việc thay anh ta và trả tiền vi phạm hợp đồng. Cô làm việc cho đến rạng sáng mới có thể trở về nhà nhưng Kim Shin không thèm quan tâm đến. Anh trai không thể tin khi nhìn thấy báo cáo di truyền trong tay. Anh cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết nữa. Anh ta lấy sổ hộ khẩu và tìm đến Kim Shin thẳng thắn cảnh cáo anh đừng tiếp cận Mi-jae nữa. Nếu không anh sẽ thẳng tay mà tung cú đấm với anh. Ngay sau đó anh trai lại tìm được Mi-jae và nói cô hãy đến làm việc trong một công ty khác. Mi-jae gọi điện thoại hẹn Kim Shin đi ra công viên thương lượng việc này. Kim Shin liền đi tới nơi đã hẹn. Mi-jae hỏi ý kiến của Kim Shin về chuyện rời đi của mình. Kim Shin nghĩ đến những lời của anh trai nên liền nói Mi-jae hãy tự quyết định. Hơn nữa sau khi đi đến nơi mới thì không cần liên lạc nữa. Mi-jae thấy Kim Shin lạnh lùng như vậy thì đau buồn rời đi. Cô gặp Se-ju trên đường đi. Se-ju hỏi cô có thực sự muốn rời đi không. Mi-jae cho biết anh trai mình cũng là tổ trưởng đã quyết định chuyện này. Nhưng Se-ju thâm tình nắm lấy tay cô và nói cô đừng rời đi vì anh rất muốn làm việc chung với cô. Sau đó hai người đi tới siêu thị ăn mì gói, vừa vặn bị Seo Ki-ung đi ngang qua nhìn thấy. Sau khi làm ra vẻ cổ vũ cho Se-ju liền đau lòng mất mát xoay người rời đi. Se-ju và Mi-jae vui vẻ trở lại công ty, lại nghe được một đồng nghiệp đang chế giễu ý tưởng của cô. Cũng biến bộ phim tài liệu tình yêu của Mi-jae thành một bộ phim ma. Hơn nữa còn không viết tên của cô, tước đoạt thân phận biên kịch của Mi-jae. Cố tình muốn để bộ phim dưới dạng ngôi nhà ma ám. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất bình cho Mi-jae. Se-ju liền khuyên giải đồng nghiệp hãy xin lỗi Mi-jae, nhưng anh ta lại coi thường Se-ju chỉ là người quay phim. Nếu anh ta nói một câu thì Se-ju lập tức sẽ bị sa thải. Se-ju không muốn nói thêm gì với tên này, Trong lòng yên lặng quyết định sau khi nhậm chức sẽ lập tức sa thải hắn. Sau đó anh an ủi Mize rồi khí phách xoay người rời đi. Mize cầm văn bản viết trong mấy đêm của mình muốn tên đồng nghiệp đó xem qua một chút, nhưng hắn chỉ chào phúng cô rồi rời đi. Chấn thương ở chân của Mize rất nghiêm trọng, khi cô khử trùng cồn thì vô cùng đau đớn. Se-ju lặng lẽ đưa gạc sạch cho cô và đi cùng cô đến bệnh viện để điều trị. Khi hai người trở lại đài truyền hình, mọi người đang phát sóng trực tiếp những ý tưởng của Mize. Đồng nghiệp kia lại ở một bên kích động chỉ huy. Mọi người đều không hài lòng khi thấy hành động của anh ta. Nhưng Kim Shin khi phát sóng chương trình đến kết thúc lại kể lại câu chuyện tình yêu buồn của ngôi nhà ma ám đó. Đồng nghiệp thấy Kim Shin không đọc theo kịch bản của mình thì rất tức giận. Mà giờ phút này trong mắt Mize lại rưng rưng nước mắt, cô phấn khích chạy đi tìm Kim Shin, nhưng Kim Shin đã rời đi. Mize liền gọi điện thoại cho Kim Shin, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lái xe qua cổng công ty nhìn thấy Mize. Anh nghĩ về những gì anh trai cô đã nói với chính mình nên kiên quyết lái xe đi. Anh không thể vì sự bướng bỉnh của mình mà mang lại cho Mize một cuộc sống bất hạnh trong tương lai. Tối đó tất cả mọi người đang lo lắng chờ đợi bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chương trình có thể tiếp tục được tồn tại hay không. Kim Shin mở từ điển quen thuộc lại thấy từ đầu tiên đọc được là kết thúc liền không tin nên lại mở ra một lần nữa lại là giấy vụn. Buổi sáng anh trai chậm rãi mở ra bảng xếp hạng thấy kết quả là 10,2. Hai anh em hào hứng ôm nhau, mọi người trong đội canh giữ bên cạnh điện thoại, chờ đợi cuộc gọi của chủ tịch. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, chủ tịch đồng ý tiếp tục chương trình. Mọi người đều rất phấn khích khi nghe điều này. Se-ju gọi cho bà cô và muốn bà cô giúp anh theo đuổi Mize. Seo Ki-ung vừa vặn đi qua nghe thấy. Bà cô bảo Seo Ki-ung hãy từ bỏ Se-ju đi, trò chơi đã kết thúc rồi. Seo Ki-ung nhớ tới có một lần ở siêu thị đụng phải bà cô và vô tình nhìn thấy một cuốn nhật ký giống như của Mize, liền lén lút đến phòng thay đồ của bà cô và tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại kiếp trước và kiếp này của hai người. Seo Ki-ung mở cuốn nhật ký kia ra và đọc. Lúc này cô mới biết tất cả đều là âm mưu của bà cô, bắt đầu là tai nạn xe hơi đầu tiên. Hơn nữa tài phiệt đại thiếu gia Se-ju trong cuốn nhật ký viết rằng sẽ kết hôn với Seo Ki-ung. Đọc được những điều này khiến Seo Ki-ung tức giận, quyết định vạch trần âm mưu của bà cô. Sau đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền lén lút xé một trang nhật ký. Bà cô trở lại phòng thay đồ nhìn thấy Seo Ki-ung đang cầm nhật ký của mình vội vàng đoạt lại nói đây là cuốn sổ mình viết khi buồn chán. Ngày hôm sau, Seo Ki-ung đến văn phòng, thừa dịp tất cả mọi người không có ở đây liền tìm được nhật ký của Mize. Sau đó sử dụng điện thoại di động của mình để chụp lại cuốn nhật ký của Mize, rồi gửi tờ giấy xé được của nhật ký bà cô với ảnh vừa chụp nhờ giám định xem có phải là cùng một người hay không. Ngoài ra còn có tờ giấy đó cách nhau bao nhiêu năm. Seo Ki-ung theo dõi bà cô phát hiện bà đi gặp chủ tịch nên cảm thấy một chút lạ. Bà cô đi bộ trên đường phố nghĩ lại những khoảng thời gian mình vui vẻ bên Kim Shin trên đường. Bà lại đi đến quán bar cô và Kim Shin hay đến, nghe các bài hát mà hai người thường nghe trước đây. Ngồi trên một chiếc ghế mà cô đã từng ngồi không khỏi rơi lệ. Người đàn ông đến từ tương lai đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này cũng cảm động không thôi. Seo Ki-ung ở cửa nhìn thấy người đàn ông đến từ tương lai rơi nước mắt nên muốn hỏi anh ta tại sao lại đi theo bà cô. Người đàn ông đến từ tương lai nhìn thấy Seo Ki-ung liền vội vàng chạy đi, Seo Ki-ung liền đuổi theo phía sau. Người đàn ông đến từ tương lai vội vã trốn vào nhà bếp phía sau nhà hàng, Seo Ki-ung liền chờ ở bên ngoài. Khi người đàn ông thò đầu ra ngoài quan sát không thấy nguy hiểm nữa liền gọi điện cho cấp trên và than vãn về những con người ở này. Điều này khiến Seo Ki-ung cảm thấy rất nghi hoặc. Sau đó, người ở phòng nghiên cứu gọi đến nói rằng chữ viết trên tờ giấy và ảnh chụp là cùng một người, nhưng giấy đã cách nhau 25 năm. Seo Ki-ung vội tìm Se-ju để nói cho anh biết những chuyện này và nói với anh rằng bà cô đến từ tương lai, nhưng Se-ju cảm thấy chuyện này buồn cười nên không tin lời Seo Ki-ung nói. Anh nói với Seo Ki-ung có thể đó là sự trùng hợp nên bảo cô đừng suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này tiếng reo hò trong phòng đã thu hút họ. Thì ra sự cố tàu điện ngầm đã gây xôn xao dư luận nên họ đã giành được giải thưởng từ hội đồng khẩn cấp. Mize tiếp tục thông qua báo chí thu thập manh mối tin tức để điều tra quán karaoke sản xuất rượu giả. Để có thể đột nhập vào xưởng sản xuất rượu giả, Mize liền cắt tóc và trang điểm thành người hoàn toàn khác, còn mua một chiếc kính mắt có thể quay video được. Sau đó cô đi đến chỗ xưởng sản xuất rượu xin việc, nhưng Mize được sắp xếp ở phòng bếp. Mặc dù anh trai dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn Mize khi biết chuyện này nhưng đồng nghiệp lại rất cổ vũ ý tưởng này của Mize. Vì vậy Mize vẫn được đi đến xưởng sản xuất rượu giả để làm việc. Se-ju đến thăm cô với tư cách là khách hàng. Mize liền hỏi thăm mọi người trong phòng có khỏe không, cô mới xa họ có 3 ngày mà đã có chút nhớ. Se-ju biết cô nhớ Kim Shin nên nói với cô rằng Kim Shin cũng rất khỏe mạnh. Hai người nói với nhau chưa được mấy lời, Mize liền lấy cớ dễ bị phát hiện nên vội vàng trở về làm việc tiếp. Kim Shin vừa đến bên ngoài quán bar đã được một nhân viên phục vụ nhận ra. Người phục vụ cảm ơn Kim Shin vì mẹ anh ta cũng đi trên chuyến tàu ngầm xảy ra chuyện lần trước. Vì vậy Kim Shin là ân nhân cứu mẹ của anh ta. Kim Shin liền nói rằng người phục vụ mới là em gái của mình nên nhờ anh ta chăm sóc giúp Mize và để lại số điện thoại của mình. Tin tức được truyền đi rất nhanh, đồng nghiệp làm việc với Mize đều biết cô là em gái của Kim Shin nên nhao nhao muốn lấy lòng cô. Mize không muốn thân phận bị bại lộ vội vàng lấy lòng đồng nghiệp bằng kem bôi tay của mình. Khi họ đang rửa trái cây ngày hôm nay, một công nhân sản xuất rượu giả bị ngộ độc rượu đã được đưa ra ngoài. Mize cố ý đánh lật đồ khiến tên quản lý chú ý, hắn liền gọi cô đi vào bên trong. Bà thím vội vàng bảo vệ Mize nói cô là người mới không hiểu chuyện nên làm ơn hãy để cho cô được yên. Nhưng Mize lại nói mình có thể làm được. Hai người cãi nhau khiến tên quản lý tức giận mà bắt cả hai người cùng vào trong phòng đó. Tên quản lý bảo bà thím rà soát người Mize xem có đồ gì lạ không. Mi-jae đặt máy thu trong tạp dề, rất nhanh đã bị bà thím sờ thấy. Nhưng Mi-jae ra dấu ý bảo bà thím thay mình giấu giếm. Bà thím sợ đến mức sắp khóc nhưng vẫn thông báo với quản lý không tìm thấy gì. Tên áo nâu đi vào nói Mi-jae thay tạp dề để pha rượu. Khi pha rượu, Mi-jae làm động tác chậm chạp và máy móc đã thu hút sự chú ý của tên áo vàng. Hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng kính mắt của Mi-jae có vấn đề, liền lột nó ra. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là máy ghi hình mini, liền hung hăng đập nát nó. Bà thím vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ liền bị bọn chúng đuổi ra ngoài. Trước khi bà dì đi liền mang theo tạp dề của Mi-jae có máy thu âm rời đi. Nhân viên phục vụ thấy bà cô ra ngoài thì biết rằng Mi-jae đã gặp chuyện. Anh ta liền giả vờ đưa cơm đến và nhìn thấy Mi-jae đang bị trói trên ghế. Khi trở ra, anh nhân viên phục vụ vội vàng gọi điện thoại cho Kim Shin. Kim Shin thông báo cho anh trai đi cùng. Se-ju nhận được điện thoại của bà thím thì biết được rằng Mi-jae đã bị bại lộ, liền thông báo cho vệ sĩ nhanh chóng đi tìm mấy tay chân đến kéo dài thời gian. Thấy mấy tay xã hội đen chặn ở cửa, Se-ju muốn xuống xe để tự xử lý. Không ngờ bị vệ sĩ nhốt trong xe không thể ra ngoài. Lúc này Mi-jae còn cùng tên quản lý nói đạo lý khiến hắn ta cười lớn. Tên quản lý nói với cô bên trong phòng này đâu có cái gì gọi là chứng cứ, sau đó lại nở một nụ cười đê tiện. Tên đàn em ra ngoài để sắp xếp việc xử lý Mi-jae nhưng lại không đóng cửa, khiến tên quản lý tức giận mà đứng dậy để đi đóng cửa lại. Lại bị Mi-jae một cước đá, hắn ngã lăn xuống sàn đến choáng váng. Mi-jae vội vàng đứng lên muốn chạy trốn nhưng lại bị tên quản lý bắt lại được và ném trở lại phòng. Đúng lúc này bà thím cầm chai rượu đập vào đầu khiến hắn ta bị thương ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mi-jae rốt cục cũng được cứu. Khi cảnh sát đến, họ đã bắt được tên quản lý nhưng hắn ta đã phá hủy toàn bộ các chứng cứ. Máy quay phim trên kính cũng đã vỡ nát nên không thể tìm ra được bằng chứng làm rượu giả của hắn ta. Ngay khi mọi người đang không biết làm như thế nào thì Mi-jae lấy ra sợi dây chuyền trên cổ mình. Hóa ra khi mua kính gắn camera cô cũng đã mua một sợi dây chuyền để đề phòng. Tên quản lý không còn gì để nói liền bị cảnh sát bắt đi. Anh trai vẫn không đồng ý cho Mi-jae viết kịch bản, nhưng tất cả mọi người đều nói cho Mi-jae nên anh trai cuối cùng đã đồng ý để Mi-jae hoàn thành việc chuẩn bị chương trình một cách độc lập. Nhưng anh trai cũng hy vọng em gái sẽ không mạo hiểm sau này. Nhưng chủ tịch không đồng ý cho phát sóng mà muốn chuyển cho bên bộ phận tin tức. Se-ju và Kim Shin đến văn phòng của chủ tịch và thay Mi-jae mà nói những lời tốt đẹp. Chủ tịch vỗ tay khen ngợi hai người vốn đối đầu nhau lại chỉ vì một cô gái mà có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau như vậy. Cũng có nghĩa cả hai đều rất thích Mi-jae. Chủ tịch hồi hộp muốn xem kết cục của vở kịch sẽ như thế nào. Ý tưởng của Mi-jae khi được lên sóng đã được mọi người rất khen ngợi, nhưng anh trai vẫn nghi ngờ trong đó có công lao của nữ biên kịch. Tuy nhiên nữ biên kịch nói rằng mình không hề giúp đỡ Mi-jae. Sau khi chương trình kết thúc, Se-ju đến tìm Mi-jae và chúc mừng cô. Kim Shin thấy họ đang nói chuyện thì đau lòng rời đi. Mi-jae nhìn thấy Kim Shin rời đi thì cả người cũng thất thần. Se-ju nhìn theo ánh mắt của Mi-jae cũng nhìn thấy Kim Shin rời đi. Seo Ki-ung đi tới bên cạnh Se-ju khuyến khích anh thể hiện tình cảm của mình cho Mi-jae thì mới có thể chiếm được trái tim của Mi-jae. Se-ju mang theo quà đến nhà của Mi-jae nhưng lại không tìm thấy có ai trong nhà. Từ bà cô anh biết được rằng họ đã đi đến sân chơi. Vừa đi đến bậc thang, anh nghe được Mi-jae nói với anh trai chuyện cô thích Kim Shin. Anh trai đã cố gắng hết sức để phản đối nhưng Mi-jae vẫn luôn nói Kim Shin thay đổi rất nhiều. Anh trai tức giận nói với cô nếu mà thích Kim Shin thì đừng có về nhà nữa. Sau đó anh trai gọi điện thoại cho Kim Shin hẹn gặp mặt. Sau đó nói cho bà cô biết phải nói rõ ràng với Kim Shin, nếu không tương lai của Mi-jae sẽ kết thúc. Anh trai ném báo cáo di chuyển trước mặt Kim Shin và bảo bà cô đem chuyện tương lai nói cho Kim Shin. Kim Shin không thể tin được nhìn vào báo cáo DNA trước mắt. Bà cô đem chuyện mình vượt thời gian nói cho Kim Shin và nói với anh ta mình là vợ tương lai của anh. Hai người cũng sẽ có một đứa trẻ đáng yêu trong tương lai. Trong tương lai Kim Shin sẽ bị sa thải khỏi công ty và phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Sau đó, bởi vì tính cách bướng bỉnh của Kim Shin mà hai người thường xuyên cãi nhau. Kim Shin cả ngày chỉ chìm đắm trong rượu còn Mi-jae gánh vác toàn bộ chi tiêu của cả gia đình. Anh trai nhìn em gái kiếm tiền vất vả nên đề nghị Mi-jae đi làm dẫn chương trình trong một chương trình nhỏ nhưng anh đã không đồng ý. Nhưng việc chăm sóc một đứa nhỏ cần rất nhiều tiền nên hai người thường xuyên cãi nhau. Một lần hai người cãi nhau trên đường, đứa trẻ đã đi ra đường một mình. Mặc dù cả hai đều thấy đứa trẻ rời đi nhưng không để ý mà tiếp tục cãi nhau. Đột nhiên một tiếng phanh gấp của chiếc xe, cứ như vậy con trai của hai người đã biến mất mãi mãi. Bà cô rưng rưng nước mắt đem tất cả mọi chuyện nói cho Kim Shin. Bà cô đã không thể chấp nhận sự ra đi của đứa trẻ cho đến ngày nay. Khi bà cô trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, anh trai ôm Mi-jae và nói với cô phải sống thật hạnh phúc. Ngày hôm sau Mi-jae hẹn Kim Shin đi ra ngoài ăn trưa. Sau đó, một đứa trẻ chạy đến gần bàn hai người và bị ngã. Mi-jae dịu dàng nâng đứa bé lên và hỏi thăm cậu bé. Kim Shin nhìn thấy đứa bé liền nghĩ đến lời bà cô nói, nếu họ ở bên nhau, con của hai người sẽ chết. Lúc này công ty CTM gọi điện thoại đến hoàn toàn chứng minh những lời bà cô nói là sự thật. Trong lòng Kim Shin đã âm thầm đưa ra quyết định. Mi-jae đặt hàng nhà hàng cao cấp, sau đó gọi điện thoại hết lần này đến lần khác cho Kim Shin nhưng đều không có ai bắt máy. Ngày hôm sau trên đường Mi-jae đụng phải Kim Shin vội hỏi anh tại sao không trả lời điện thoại của cô. Kim Shin nói với hắn khoảng thời gian này mình tương đối bận rộn, sau đó lạnh lùng rời đi không chút để ý tới Mi-jae. Để chào đón Giáng sinh, mọi người trong tổ đã trang trí lại môi trường làm việc. Nhìn thấy tất cả những điều này khiến Mi-jae rất buồn. Đột nhiên cô nhận được tin nhắn của Kim Shin hẹn gặp cô ở nhà hàng. Mi-jae rất phấn khích trang điểm cẩn thận rồi đi đến chỗ hẹn. Nhưng khi Mi-jae đến nhà hàng lại phát hiện Kim Shin đang ở bên một cô gái xinh đẹp khác. Mi-jae lẳng lặng ngồi xuống chỗ ngồi đã đặt trước, lặng lẽ nhìn Kim Shin cùng một cô gái khác nói chuyện và cười đùa. Trong lòng cô buồn bã mà vội vàng gọi điện thoại cho Kim Shin, nhưng anh ta chỉ liếc nhìn vào điện thoại, không có ý định trả lời điện thoại. Mi-jae thấy vậy thì mất mát đau lòng rời đi. Ngày hôm sau họ gặp lại nhau trên đường đi làm, Kim Shin lại nói với Mi-jae rằng anh không hề thích cô. Không nghĩ tới vừa về nhà liền nghe được cuộc nói chuyện của bà cô và anh trai. Tiếng động của túi rơi xuống đã thu hút sự chú ý của bà cô và anh trai. Bà cô liền nói tất cả mọi chuyện với Mi-jae. Kể từ khi đứa trẻ qua đời, cô và Kim Shin giống như hai người xa lạ. Bà cô đã đổ lỗi mọi trách nhiệm về sự ra đi của đứa trẻ trên đầu của Kim Shin. Thỉnh thoảng bí bách bà cô lại kiếm chuyện gây sự với Kim Shin, nhưng Kim Shin không nói gì, chỉ lặng lặng đi về phòng. Bởi vì quá hận mà bà cô đã hét lên với anh ta rằng sao không đi chết luôn đi. Sau đó Kim Shin cứ vậy bỏ đi rồi bất ngờ lao ra đường và bị xe tải tông. Mi-jae sau khi biết chân tướng sự tình thì khóc lớn không thôi. Cô không nghĩ tới tương lai mình lại nhẫn tâm như vậy. Bây giờ Mi-jae biết tại sao Kim Shin muốn rời xa mình. Bà cô nhìn vào vết sẹo trên bàn chân của mình, vội vàng kéo quần nhìn về phía chân mình nhưng không có vết sẹo nào cả. Bà vội vàng trở về phòng để mở nhật ký ra nhưng cũng không có chút thay đổi nào. Bà cô vội vàng tìm đến người đàn ông đến từ tương lai. Bà cô hỏi anh ta tại sao bà lại không có vết thương giống như ở bàn chân của Mi-jae. Người đàn ông đến từ tương lai suy nghĩ một lát rồi ấp úng nói với bà cô chỉ cần trở về tương lai tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Sau đó vội vàng để kéo bà cô rời đi, nhưng bà cô yêu cầu người đàn ông đến từ tương lai hãy chờ mình một chút. Bà còn phải làm chuyện cuối cùng đó là tìm một người vợ cho anh trai của mình. Yêu cầu của bà là người chị dâu đó phải thiện lương và có khí chất, trọng tâm là biết nấu ăn. Chuyên gia mai mối bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu nhưng trong lòng lại nghĩ rằng đây không phải là tìm vợ mà là tìm ô xin. Bà cô dặn anh trai trong 1 tuần hãy về nhà sớm, cô sẽ nấu cơm cho anh ăn. Không nghĩ tới người đầu tiên trở về chính là Mi-jae và Se-ju. Bà cô rất ngạc nhiên nhưng cũng đã làm một bàn thức ăn lớn để tất cả mọi người cùng ăn với nhau, vô cùng hạnh phúc. Anh trai cảm thấy Mi-jae và Se-ju vô cùng xứng đôi. Ngày hôm sau, bà cô đưa anh trai đến một nhà hàng cao cấp và muốn anh trai xem mắt. Đứng ở bên ngoài nhìn hai người, bà cảm thấy rất đẹp đôi liền nở một nụ cười. Sau đó bà gọi điện cho Kim Shin hẹn gặp mặt. Bà cô nói với Kim Shin mình sắp phải quay về nên muốn khuyên Kim Shin đừng ký hợp đồng với công ty CTM. Bởi vì tên phó tổng rất có thành kiến với Kim Shin nên đã khiến anh rất khổ sở. Tuy nhiên Kim Shin lại nói với bà mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân để thích hợp với từng hoàn cảnh và nói bà cô hãy yên tâm về chuyện đó. Về đến nhà, ba người liền chụp ảnh gia đình, sau đó cùng nhau vui vẻ đùa giỡn. Tất cả những mong muốn đã được thực hiện, bà cô chuẩn bị theo người đàn ông trở về tương lai. Lại phát hiện người đàn ông đưa mình đến con tàu vượt thời gian không giống với thời điểm mình đến nữa. Nó giờ đây chỉ là một chiếc thang máy đơn giản. Bà cô còn muốn gọi điện cho Mi-jae để nói lời tạm biệt cuối cùng. Đột nhiên nghe thấy người đàn ông mặc đồ đen báo cáo lên cấp trên rằng cuộc sống của Mi-jae đã không có bất kỳ liên quan gì đến bà cô nữa. Khi theo anh ta vào thang máy lại phát hiện anh ta hoàn toàn không hiểu cách thao tác vận hành mà phải lục sổ mật mã. Khi bà cô biết rằng nếu mất sổ mã trên tay thì hai người sẽ không thể quay trở lại tương lai. Thừa dịp anh ta không chú ý, bà cướp lấy sổ mã và hỏi anh ta tại sao mình không có vết sẹo trên bàn chân và nhật ký tại sao không thay đổi. Nếu anh ta không nói rõ ràng bà sẽ xé cuốn sách mã. Hết cách, người đàn ông chỉ có thể nói ra sự thật. Đây chỉ là một không gian thời gian song song trong nhiều không gian thời gian, mà ở một thời không gian khác còn có thể có một Mi-jae khác. Vì vậy, bây giờ tất cả những gì bà cô làm đều không thể thay đổi được tương lai của bà. Bà cô ném cuốn sách mã cho anh ta rồi vội vàng chạy ra khỏi thang máy để tìm anh trai. Lúc này mới biết được trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Se-ju đã lên chức giám đốc điều hành của truyền hình. Kim Shin đã từ chức và ký hợp đồng với công ty CTM. Se-ju và Mi-jae cũng đã xác định mối quan hệ yêu đương. Bà cô nói với anh trai rằng Mi-jae và mình không phải là một người. Bất cứ điều gì Mi-jae làm bây giờ sẽ không có gì thay đổi đối với tương lai của bà cô. Anh trai mở điện thoại ra kiểm tra mới biết đây là thuyết cân bằng vũ trụ. Có nghĩa là còn tồn tại một vũ trụ khác nữa. Và ở thời điểm hiện tại còn có một người giống như họ đang tồn tại ở vũ trụ khác đó. Điều đó cũng có nghĩa bà cô không phải là Mi-jae hiện giờ. Nhưng anh trai không muốn em gái mình biết điều đó, bởi vì hiện tại cô đang sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên hiện tại Mi-jae đang nhận được sự tẩy não của chủ tịch. Chủ tịch nói với cô nếu muốn trở thành con dâu của một nhà tài phiệt thì ngay lập tức bỏ công việc của mình và học nghi thức gia đình của bà. Mi-jae nhìn biệt thự rộng lớn thì không muốn mất đi tự do của mình. Ngày hôm sau cô đi làm lại nghe đồng nghiệp bàn tán về mình. Hóa ra tất cả đều do chủ tịch sắp xếp. Bà hy vọng Mi-jae sẽ gặp khó mà rút lui. Se-ju nói với Mi-jae rằng hai người hãy đính hôn đi, làm cho Mi-jae có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Buổi tối Se-ju gọi Mi-jae nói cô ăn mặc đẹp rồi cùng anh đi đến một nơi bí mật. Mi-jae khi phun nước hoa lại nhớ tới lần trước cùng Kim Shin gặp mặt cô cũng xịt loại nước hoa này nhưng kết cục lại vô cùng bi thảm, nên vội vàng dừng lại không xịt nữa. Khi đi đến nơi không ngờ lại gặp Kim Shin trong bữa tiệc của con cháu tài phiệt. Se-ju cố tình kéo tay Mi-jae và giới thiệu cô là bạn gái của mình. Bởi vì không thích ứng được buổi tiệc của tài phiệt nên hai người bỗng cảm thấy trở nên lạc lõng. Vì vậy quyết định đi ra ngoài hít không khí trên sân thượng, không ngờ lại gặp nhau. Hai người hỏi thăm vài câu rất xa lạ và khách sáo. Sau khi Mi-jae rời đi, Kim Shin lại che mắt mà khóc. Có lẽ đây là sự cao nhất của tình yêu, hai người đều hy vọng đối phương sẽ được hạnh phúc. Ngày hôm sau bà cô nói với Kim Shin về những gì mình đã nói trước đó đều sẽ không trở thành hiện thực. Bà cô hy vọng Kim Shin sẽ cứu Mi-jae, bởi vì Mi-jae hiện tại không thể quên được anh. Nhưng Kim Shin nói rằng điều đó là không thể, những tổn thương anh mang đến cho Mi-jae là có thật và anh không thể đảm bảo hạnh phúc cho Mi-jae trong tương lai. Khi Kim Shin trở về công ty liền có hai người ở đội hình sự đến tìm anh. Họ hy vọng anh công bố rộng rãi chuyện dung dịch kháng khuẩn trong máy tạo độ ẩm có chứa các chất gây ung thư. Nhưng công ty sản xuất là tập đoàn Jeju giàu nhất Hàn Quốc. Những tài liệu này không đủ để chứng minh những điều đó nên Kim Shin đã lập tức từ chối. Mize trên đường cũng gặp người kêu oan. Sau khi hỏi thăm thì được biết dung dịch kháng khuẩn trong máy tạo độ ẩm đã đầu độc con trai mình. Nhưng bởi vì nó là tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc với một thế lực khổng lồ nên không ai dám đứng ra. Nhưng các phóng viên của CTM đã đến phỏng vấn trước. Mize liền nghĩ đến chuyện bà cô nói qua Kim Shin bị phạt tiền vi phạm hợp đồng. Mize liền vội vàng gọi điện thoại cho bà cô hỏi lý do cụ thể và thời gian Kim Shin bị sa thải. Biết được anh vì phát sóng nội dung mà các nhà lãnh đạo không cho phép nên mới bị đuổi việc. Thời gian Kim Shin phát sóng bản tin thì bà cô không nhớ nhưng biết đó là ngày các phóng viên đình công. Mize từ nhân viên biết được cuộc bãi công chính là ngày hôm nay nên vội vàng gặp Kim Shin và đem việc này nói cho anh biết. Nhưng Kim Shin chỉ muốn làm những việc mình cho là đúng nên cũng không để ý quá nhiều. Kim Shin vừa trở về công ty, ông bố kêu oan cho con trai đến nhờ và Kim Shin liền âm thầm đưa ra quyết định. Vào cuối chương trình, anh liền nói về vấn đề dung dịch kháng khuẩn trong máy tạo độ ẩm đã khiến hơn 20 người đã bị tổn thương phổi nghiêm trọng, thậm chí đã có người chết. Mọi người đều cúi đầu trước hành động này của Kim Shin. Ông bố kêu oan cho con trai mình thì dành sự tôn trọng cao nhất đối với anh ta. Sau bản tin, phó giám đốc liền tìm đến Kim Shin muốn anh bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng. Không nghĩ tới Kim Shin sớm đã có chuẩn bị. Theo điều 5 trong hợp đồng, nếu đưa tin cấp đốc sẽ được miễn trừ trách nhiệm. Mi-jae xem tin tức của Kim Shin liền vội vàng tìm anh trai mình muốn điều tra sâu hơn về dung dịch kháng khuẩn trong máy tạo độ ẩm, nhưng lại vấp phải sự phản đối mãnh liệt của anh trai. Cô liền tìm đến nữ biên kịch và Seo Ki-ung hy vọng họ giúp đỡ mình trong chuyện này. Hai người quyết định cùng với Mi-jae sẽ điều tra đến cùng. Mi-jae tìm đến Se-ju nói ra ý tưởng của mình, nhưng bởi vì tập đoàn này là tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc, cũng là đối tác quảng cáo lớn nhất của đài truyền hình nên Se-ju không muốn đối đầu với họ. Sau khi Mi-jae rời đi, Se-ju suy nghĩ về những gì cô nói, lại nhớ lại bài phát biểu của mình trong buổi nhậm chức khi đứng trước các cổ đông. Se-ju liền gọi điện cho anh trai để thực hiện chương trình đó. Sau khi chương trình lên sóng, chủ tịch rất tức giận khi thấy chương trình phát sóng liền gọi Se-ju đến. Se-ju cũng không ngần ngại nộp đơn từ chức với chủ tịch. Điều này khiến chủ tịch có chút bất ngờ mà không kịp chuẩn bị. Mi-jae vừa về đến nhà liền nhìn thấy hai người mặc đồ đen đang đứng bên cạnh bà cô bị ngất xỉu thì sợ hãi đến mức hét lên. Người đàn ông mặc đồ đen nói với cô rằng bà cô không phải là Mi-jae của tương lai mà là một Mi-jae khác trong thời gian không gian song song. Mọi người chỉ có thể nhanh chóng đưa bà cô đến bệnh viện, bởi vì nếu trong tình trạng hôn mê mà vượt thời gian thì sẽ bị chết. Khi bà cô tỉnh lại từ bệnh viện thì lại nói rằng mình chỉ mới 32 tuổi. Các bác sĩ kết luận rằng bà cô bị mất trí nhớ, thường được gọi là mất trí nhớ tuổi già. Nếu bà thường xuyên nhìn thấy những người thân quen thì sẽ nhớ lại quá khứ. Anh trai nhìn bà cô nằm trên giường lại nhớ tới lời người mặc đồ đen nói Kim Shin ở tương lai chưa chết mà đã được cứu sống. Khi bà cô tỉnh dậy liền lấy cắp điện thoại di động của y tá và gọi cho Kim Shin. Bà cô vô cùng sợ hãi mong rằng Kim Shin sẽ đến gặp mình. Kim Shin vội vã đến bệnh viện, bà cô liền chạy tới ôm lấy anh, sau đó hai người nói chuyện về mối nhân duyên của hai người. Ngày hôm sau bà cô xem tin tức của Kim Shin vội vàng nói Mi-jae hãy ngăn cản Kim Shin lại, y tá liền vội vàng tiêm thuốc an thần cho bà cô. Khi bà cô thức dậy một lần nữa, người đàn ông mặc đồ đen đến từ tương lai đã đứng chờ trong phòng bệnh. Ký ức của bà cô đã được khôi phục hoàn toàn, không ngừng khóc lóc nói xin lỗi Mi-jae hy vọng sẽ được cô tha thứ. Mi-jae liền đồng ý tha thứ cho bà cô. Sức khỏe của bà cô rất tồi tệ không phù hợp để vượt thời gian, nhưng bà vẫn khăng khăng muốn quay trở lại tương lai để ở trong vòng tay của Kim Shin vào cuối đời. Trước khi chia tay, anh trai đã ôm bà cô và nói cô giữ gìn sức khỏe. Mi-jae tiến lên đưa chìa khóa hộp Pando ra mà cô sẽ chôn ở gốc cây cạnh nhà, dặn dò bà cô phải sống khỏe mạnh để đào nó lên. Hai người vẫy tay chào tạm biệt. 3 năm sau, Seo Ki-ung đã trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng còn Mi-jae là biên kịch nổi tiếng. Vụ kiện của công ty CTM với Kim Shin cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả cuối cùng Kim Shin đã thắng kiện thành công. Anh cũng đã mở một công ty của riêng mình. Bà cô mở hộp Pando ra ở cửa thấy có rất nhiều hình ảnh thời trẻ của mình. Nhìn diện mạo của đứa trẻ các bạn có đoán được Mi-jae đã lấy ai trong hai người hay không? Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những bộ phim hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.